Cái khổ lớn nhất của cuộc đời con người ta đó là gì? Mình sắp sửa cặn tử nghiệp, mình phải chết nè, mà mình không biết đi về đâu nè. Cái này mới là cái kết luận để tái sinh nè. Bây giờ con người ta cứ lo mỗi ngày vì cơm ăn áo bận, lo giàu sang phú quý danh tiếng. Nhưng mà nó đi đến con đường gì? Con đường tái sinh của chúng ta đi đâu nè? Con đường tái sinh mình phải đi đâu nè? Chứ đâu phải chết là hết đâu. Chúng ta sẽ cái linh thức này sẽ nhập vào thân khác nè. Bây giờ nhập vào thân nào? Tại sao bạn bây giờ bạn không chọn đi? Bạn có thể sống với một gia đình, bạn có thể lo cho một gia đình, bạn có thể lo cho chồng, cho vợ, lo cho con, lo cho mọi người, làm nhiều việc thiệt. Nhưng chúng ta tại sao không gầy dựng một phương hướng, một con đường để mình khi cặn tử nghiệp mình có thể đi nhập có một cái thằng mới tốt hơn. Nó sẽ rất là tốt hơn cho mình nè. Bây giờ cái tình thương ở thế gian này mà nó có thể khi tái sinh chúng ta sẽ không biết nhau gì nữa cơ. Không biết nhau gì hết trơn á. Cái tình cảm đó gọi là hư tình giả ý. Đã là không biết nhau là hư tình giả ý chứ gì. Nên chúng ta về cực lạc mới thật sự là người chúng ta có trí tuệ. Nên mỗi một con người chúng ta đến với cái cuộc đời này, mỗi người nó có một cái khổ khác nhau. Người bệnh có cái khổ của người bệnh, mà người khỏe có cái khổ của người khỏe. Bởi vì nhìn cái người lực lãm, khỏe, đẹp trai, có danh tiếng, có tiền bạc, có đầy đủ hết mọi mặt luôn, họ vẫn có cái khổ của họ ở nằm bên trong á. 100% quý vị, họ giấu che đó, họ khổ đó. Một người tiếng tâm thiệt là lớn luôn, họ vẫn rất là khổ luôn. Họ rất là khổ luôn quý vị. Họ ăn không ngon, ngủ không yên luôn, họ rất rất là khổ. Vì sao? Vì họ đang bị vướng víu một cái gì đó mà họ bị sợ mất đi, họ rất là khổ để giữ gìn cái đó. Còn quý vị bệnh đau, mình cũng nói mình ao ước gì mình được khỏe. Tại sao chúng ta không chấp nhận mình đang bệnh đau? Mình đang bệnh đau mà mình còn biết niệm Phật. Mình bệnh đau mà mình còn nhìn được vô thường. Mình bệnh đau mà mình còn nghĩ rằng tương lai Phật rước mình về cực lạc. Tại sao mình không chấp nhận cái mình bệnh đau mà mình bệnh đau mà mình đi ao ước mình giống người khỏe? Trong khi mình đã bệnh đau mà mình đi ao ước mình giống người khỏe. Giống như mình lùn mà mình đi ao ước mình giống người gao. Tại sao chúng ta không chấp nhận là cái lùn của mình có một cái duyên gì của cái lùn mình? Mình vẫn có ưu điểm của cái lùn mình, tại sao mình không nhìn ra ưu điểm của mình để mình chấp nhận mình lùn mình có ưu điểm? Đúng không? Tại sao chúng ta không chấp nhận đi? Chúng ta được quyền ngưỡng mộ một người nào đẹp, một người nào giỏi, một người nào thông minh. Chúng ta được quyền ngưỡng mộ và tán thán. Nhưng chúng ta cũng đừng bao giờ dội dàng chúng ta đi vào con đường tiêu cực của bản thân. Mỗi một con người chúng ta ai cũng có ưu điểm và ai cũng có những khuyết điểm hết trơn. Chúng ta tại sao không phát triển những ưu điểm của mình như con của mình đi? Đừng nên hoàn toàn đặt con mình vào cái chỗ khuyết điểm. Đừng bao giờ lúc nào cũng con mình là khuyết điểm. Hồi tối gặp một cái cô dặn một đứa bé nhỏ đến. Cô nói rằng thầy ơi thầy, con này con dặn lần đầu chứ tới con không dặn nữa đâu thầy. Đến nó quậy quá thầy ơi, nó hư, nó lì còn hơn cái gì nữa thầy. Nhân Đức nói nè, cô à, Nhân Đức hỏi cô, nếu con cô bây giờ mà nó không lì, nó không hư, mà nó đứng đâu đứng yên chỗ, nó ngồi đâu nó ngồi im chỗ, cô lo không? Nói, con cũng lo dữ lắm hả thầy. Cô con cũng lo dữ lắm luôn. Nhân Đức nói cô à, nó mới có 5-7 tuổi à, con trai nữa. Đó là con trai thì nó phải hoạt bát, nó phải nhạy bén thì mới là con trai. Những đứa còn không sợ nó làm phiền, trong khi những đứa giảng nó la âm sầm, những đứa còn không sợ phiền. Nó la được là mừng cho nó, gì nó khỏe, nó vui nó mới la. Được chưa? Mình đi nói nó lì, ngày xưa mình còn lì hơn nó nữa. Những đứa hồi xưa tuổi nó như đứa lì ác đạn luôn. Như Đức lì kỳ cục lắm, phải lì bình thường như người ta. Thí dụ như con nít dưới quê mà có nhiều đứa nó đâu có hiểu, nó lì, nó quậy. Buổi trưa giờ người ta ngủ chưa, Như Đức lấy đất liền vô lóc nhà ta chơi. Lì cái này mới ác nè, quý vị công nhận không? Nó lì ác đạn nó. Rồi xong á, vợ chồng ta mới cưới nhau bằng đêm á, nhưng lấy đất Như Đức liền vô nhà ta xem. Quý vị có lì ác đạn chưa? Nên bây giờ Như Đức gặp mấy đứa nít lì, Như Đức nói mày không lì bằng tao, không có trách nó. Rồi xong những đứa nói là tại sao cô làm mẹ mà cô lúc nào cũng nói con cô lì chứ nhỉ? Chứ thầy nó lì quá, con biết nói gì giờ. Những đứa thấy nó đẹp trai mà, sao cô không nói nó đẹp trai á? Cô nói nó dễ thương, nó đẹp, nó dễ thương, con ngoan, con dễ thương. Cô cứ thường nói nó vậy đi, nó sẽ tự suy nghĩ lại. Xong những đứa kêu lại nè, con đẹp trai nhất, con dễ thương nhất đó nghe, con hoạt bát dễ thương. Nó chạy lên ôm những đứa à, mẹ nói sao kỳ cục quá trời, thấy không?
Thì ra là con nít nó biết rõ ràng luôn. Nó biết là người này thương nó, khen nó. Mẹ cái chê nó không thích. Nó không biết dùng từ ngữ để diễn đạt. Nhưng trong lòng nó không thích mẹ nói con câu này. Như bản thân chúng ta có ai mà thích mình, người ta cứ chê mình hoài đâu. Thật sự ai mà chê mình hoài mình không có thích đâu. Khen mình thì cũng có chê mình thì mình chấp nhận. Chứ chê mình hoài mình đâu có chịu đâu quý vị. Dù là mình như vậy mà chê mình hoài mình không có chịu. Xong mình tức quá mình nói câu nói nè. Ờ à, tôi vậy kệ tôi, ai mượn nói hoài à. Hiểu không? Đó. Nên đây là rõ ràng luôn mà. Đứa con bé con nít đó, mình phải cho nó thời gian. Tại sao mình đi đoạn duyên của nó. Vừa nói xong mà mẹ nói thôi, con nghe lời thầy từ hôm nay con cố gắng. Mỗi tuần thứ bảy con dành thời gian con dẫn con đến đây. Nên có nhiều người đi đến chùa, nếu mình không nghe đạo là chúng ta sẽ dễ dàng đoạn duyên. Rất là dễ dàng đoạn duyên nó thật luôn á. Nên những đức nói, những gì những đức nói cho quý vị nghe nó rất đơn giản. Nhưng quý vị đừng có bỏ những công đoạn này. Vì bỏ là vì sẽ xa chùa này đó. Tại vì gặp những sự cố trong cuộc đời vì sẽ xa chùa này đó. Có rất là nhiều người tu lâu luôn quý vị. Nhưng mà lạ thay, họ đi đến chùa họ không cần nghe pháp mà nó họ hiểu hết trơn rồi. Nhưng mà cuối cùng họ xa chùa đó quý vị. Họ xa luôn đó. Và tự nhiên lễ viếng Quan Âm này kia đồ họ không bao giờ đến lại. Họ nói ở nhà lại cũng được. Nhưng họ lại vài lần họ bỏ cuộc luôn đó. Kẹt quá, ở xa quá không đến chùa được. Chứ thật sự với quý vị rằng cái nghiệp chúng ta nó quá nặng, một mình làm sao đấu nổi với người ta. Chúng ta phải đi gũ lực lượng. Đúng không quý vị? Sao mà không khô một chút. Một mình mà đi ra đánh với cả ngàn người. Ai mà dạy gì đánh với cả ngàn người. Nói mày đứng đó mày đợi đi. Tao đi kêu diện binh. Hiểu chưa? Mình phải khéo. Biết rằng là mình là quân tử thiệt mà không thể nào làm anh hùng gươm được. Chúng ta đi kêu diện binh người mà cùng chí hướng với chúng ta. Bây giờ một bên là ác thiệt là đông. Một bên mình thiện đâu ít đâu. Thì mình kêu diện binh của mình, không phải là đi quýnh lộn với nhau, mà là diện binh của mình niệm Phật, diện binh của mình tu hành. Thì người ta thấy cái lực lượng mình tu đông quá, người ta muốn nhào vô, người ta ăn hiếp mình, ta không dám. Thì đó là tự nhiên mình đẩy lùi những cái phần ác đi rồi đó. Nên mình phải nhờ diện binh này nè. Đúng không? Mình tu lâu mình phải làm tấm gương. Là mình đi về chùa để nhiều người, người ta mới tu, người ta đi theo mình. Ô ông này ông tu lâu vậy, ông giỏi vậy nghe. Nhưng mà ông đi về chùa, ông nghe ông thầy này giảng. Vậy là ông thầy này giảng không có tệ đâu. Đó là làm nền để cho nhiều người ta đến, người ta tu. Đó mới là mình có phước. Mình có phước. Còn này mình tưởng đâu là mình tu giỏi rồi. Mình nghe ông quê lắm, cái tâm đó hẹp chứ lắm. Tu càng tu cái tâm càng nhỏ nên xa chùa mất tiêu. Nhiều lắm quý vị. Cỡ một chục người như đức quen trong một thờ tu với những đức luôn. Cư sĩ hồi đó thường đến chùa ghê luôn. Từ ở trên kia trên thường đến chùa suốt luôn quý vị. Nên tại sao lễ viếng Quan Âm những đức thường nói câu rằng quý vị Phật tử chùa nào cũng được. Nếu cảm thấy rằng chùa ở nơi mình có tổ chức khóa tu thì cứ ở đó mà lại Quan Âm đi. Còn nếu như không có tổ chức thì là rảnh mà, thì đi đến đây lễ đi. Những đức đâu có kêu quý vị đi theo những đức gì đâu. Nhưng mà những đức khuyên quý vị nên tu. Nếu chùa có tổ chức thì ở đó chùa đó tu. Còn chùa không tổ chức thì mình đi về đây mình tu. Phật tử ai cũng là đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Chúng ta có gài dựng ai đâu. Vì về đây thấy những đức có tiếp riêng ai không mà những đức lôi kéo. Không có. Những đức luôn luôn hướng dẫn Phật pháp, bị về nhà mất tiêu. Nói chuyện xong mới bị đi đâu, bị đi kệ vì chứ những đức có kêu ai lợi những đức nói chuyện đâu. Và những đức cũng có biết ai trong đây giàu nghèo gì đâu. Có đến nhà đâu mà biết. Có đến nhà vì lần nào không? Trong đây có ai những đức đã từng đến nhà đâu. Những đức có biết nhà vì đâu. Từ nơi đó những đức đâu đến nhà ai đâu mà biết giàu nghèo gì. Còn ta đi đến chùa, người ta thấy rằng mình làm việc tốt, người ta muốn cúng dường. Đó là người ta phát tâm, người ta tu phước tu duyên. Còn ngoài ra cái việc không thật sự với quý vị, người ta thấy mình làm tốt là người ta phụ trợ à. Trong cái cuộc đời này ai mà không vậy. Nó thấy mình làm việc này lợi ích, việc tốt thì người ta cùng chung tay mình làm. Chứ ai dạy gì đi chung tay người làm ác. Hoặc là không làm gì người ta chung tay mình làm gì. Nên từ nơi đó mà người ta thấy làm nhiều việc. Như Hòa Thượng tại sao ngày xây chùa hoài. Tại vì ngày xây cho người ta ở nên người ta mới cúng dường cho Hòa Thượng xây chùa. Bây giờ quý vị xây đi, quý vị nuôi người đi, người ta sẽ cúng cho quý vị liền à. Tại vì mình không có làm, mình chờ tới nào có mới làm. Những đức nói thật với quý vị nghe. Hòa Thượng ngày làm, ngày lôi ra ngày làm à. Ngày nói những đức một câu gì nè, làm đi, người ta cúng. Ngày nói một câu với những đức mà, ông làm đi, người ta cúng. Mà những đức lại cũng có cái tính gì nè, làm đi, người ta cúng. Ngày xưa giờ đều làm gì không mà.
Có nhiều người hỏi chắc thầy có một số tiền lớn lắm. Không có. Thật sự mà nói khiếm thị như Đức có tiền luôn á. Vậy mà như Đức dám lôi ra làm đó. Như lôi ra như Đức làm, như Đức liều mạng, Đức làm đại luôn á. Như Đức có một quan niệm nghĩ vậy nè quý vị. Phật ơi, con là một con người chưa phải tròn vẹn đâu Phật, mà con còn thấy những người mù này con tội nghiệp họ nè. Con tin rằng là Phật còn thương họ còn hơn con thương họ. Nhưng mà Phật bây giờ Phật đâu có thể nào ra tay làm việc này. Phật phải nhờ đệ tử làm. Thì thôi để con làm, Phật hỗ trợ con nghe. Thấy không? Đây là 100% khi những Đức làm, Đức quỳ trước Phật như Đức nói câu vậy đó. Bây giờ con làm thì Phật hỗ trợ con. Bây giờ con hoàng đạo, Phật pháp để lại, nhưng mà phải có người hoàng đạo. Bây giờ con đem cái đạo của Phật, con giúp con người đó. Bây giờ Phật còn thương chúng sanh hơn con thương. Đối với Phật, Phật chắc là có nghĩa lý gì. Ở thế giới cực lạc đầy trên đó, nhưng mà ngày luyện dài cục cũng cho con. Thì thấy cái người niệm Phật không nói nhiều câu nghe mắc cười ghê không? Mà nghe thấy thích mà vui gì đâu đúng không? Những đứa cảm giác thì đứa thấy cũng vui. Thấy không? Đó. Thì thấy tự tại không? Rất là tự tại. Chúng ta sống nhau, gặp nhau trong cuộc đời này mừng quá trời à. Miễn mà mình mà có nụ cười, có niềm vui, dù trong hoàn cảnh nào mình cũng cảm thấy mình vui là thấy mình mừng lắm rồi. Chứ đừng có đến với nhau mà chúng ta có một cái dụng ý gì nó nặng nề mệt lắm. Quý vị đến với chùa mình, quý vị thấy thoải mái ghê không? À. Có nhiều Phật tử tội nghiệp lắm, họ gặp như đứa có nói một câu vậy nè: thầy ơi, chúng con nè thầy, con dở lắm thầy. Con học Phật đó, lúc trước là con nói thật sự thầy là con tranh cạnh ghê lắm đến chùa. Ví dụ như chị em đi đồng tu đi với nhau, họ thắp một cây nhang 2 gang, con phải thắp 2 gang rưỡi. Ghê không? Thắp nhang mà còn tranh cạnh, họ thắp 3 cây, con chơi 4 cây. Họ đi với thầy 1 lần, con mới đi với thằng thầy 2 lần. Thầy, họ lo cho thầy cái gì con phải lo hơn. Bây giờ con hiểu đúng là mình dại quá. Tại sao mình học Phật ra một cái tâm kỳ cục vậy? Mà từ khi con đi đến đây bây giờ con bỏ luôn cái tâm này. Nhân Đức nói, cô biết sao mà cô đi đến đây cô bỏ không? Vì Nhân Đức cũng muốn khỏe. Nếu như quý vị làm việc đó, quý vị cũng cực nữa. Quý vị cũng rất là cực luôn. Giờ họ xấu xé nhau, quý vị cũng lo quý vị ra đi xử lý nữa. Cực không? Nên mình dạy làm sao cho người ta sướng thì mình cũng sướng nữa. Người ta tự tại mình cũng tự tại nữa. Ai mà dạy gì, dạy người ta để một chút lợi ích mà bản thân mình phải khổ. Mình như một con rối, người ta dẫn mình đi đầu này đầu kia đầu nọ, bắt buộc phải đi. Nên từ nơi đó mà những đức, tại sao những đức thoải mái ở trong chùa hoài? Vì quý vị biết những đức hướng dẫn quý vị nhiệt tình. Quý vị thật sự mà nói nghe, trong lòng quý vị phải mang ơn những đức đó. Bây giờ một chặng lễ viết Quan Âm quý vị biết, quý vị cực như vậy chứ những đức cực cỡ nào chưa? Một chương trình tu những đức cực cỡ nào phải suy nghĩ tính toán chưa? Những đức phải sắp bao nhiêu ban bệ chưa? Rồi trước đây những đức phải giảng bao nhiêu bài giảng chưa? Khô cuốn họng rồi những đức phải sắp tất cả các ban bệ đâu vào đó hết. Rồi tới cái ngày mà vô chương trình là những đức phải hướng dẫn xuyên suốt một ngày 4 thờ luôn. Quý vị biết cái đầu óc làm việc cỡ nào chưa? Rồi quý vị mới có được cái mô hình tu như vậy luôn. Còn Hòa Thượng phải tính toán cái chuyện mà chùa chiền đồ này kia rồi bên pháp lý ổn định hết trơn cho mình về đây tu làm sao chứ. Đó là người trên đó, lo việc gì đó. Nó. Còn như quý vị về chùa vì cúng chút đỉnh tiền thì quý vị biết những đức ngày ăn 3 buổi cơm, những đức có đi chớ đâu đâu. Ăn 3 buổi cơm ăn còn ít hơn, có khi ăn còn ít hơn chúng, nó thật lòng luôn. Ăn rất là ít luôn. Cà phê, cà pháo gì không uống nước ngọt, không ăn bánh ngọt bánh gì chứ, ăn cơm cơ mà. Tại vì biết quý vị tất cả những cái gì vì cúng cho những đức và Hòa Thượng toàn là làm việc cho người ta không, toàn làm hết trơn á. À, nó hồi sáng có một chú mình vừa ăn cơm xong, ông chú cầm cái bọc đó, mình tưởng đâu mìn gì. À, xong rồi nói mấy cô chú này em cúng cái gì hôm nay, ông cầm lại ông đưa để xuống bàn, nói con cúng thầy cần cái gì làm lợi ích thì làm.
cũng không ít, cũng tương đối có được chút cơm. Đúng không? Nói thì thấy rõ ràng không? Một cái tâm cúng dường hiểu quá, chúng ta hiểu nhau rồi. Nhìn những đứa còn chưa nhìn quá, chưa biết cái gì trong đó, rồi để cho người, cái ban tổ chức nó làm việc như vậy, nên những đức mới có tâm trí để chia sẻ Phật pháp quý vị nè. Còn nếu như những đức đem về phòng mà những đức ngồi đó, những đức cứ on đơ cái đó hoài, chắc lên đây những đức giảng cái đó không à. Còn sao mà giảng pháp cho vị nghe đây? Cái này là thật lòng 100%. Xin thưa quý vị, quý vị cúng dường những đức chưa bao giờ biết cái bao thư đó bao nhiêu tiền giống. Hồi nãy có cô kia, một số người ở nước cơm, người ta gửi tiền, cô cầm lên cầm lên cô đưa, rồi cô ghi cầu an cầu siêu rồi đó, nhiều quá nhà đức đâu có đọc được, mà nhà đức ngồi trên phòng nhà đức đọc giùm cho cô. Nhà đức ngồi trên phòng, nhà đức nói là người ta cúng dường cái tâm người ta ở xa, người ta gỡ chút. Quý vị biết có những người ta Việt kiều nước ngoài đâu, vì không hiểu đâu, người ta nước ngoài kia ta còn cực hơn mình ở người Việt Nam mình, ta làm cực lắm đó. Chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng đồng tiền nước ngoài người ta gỡ gì, đồng tiền nó 100 đô nó đổi ra cũng nhiều tiền hơn người Việt Nam mình. Nước Việt Nam mình thì mình nghĩ người ta không có cực. Hoặc là mình nghĩ lâu lâu người mình mà ở đó gì, bà con mình gì, mình nghĩ người ta nhìn thấy đẹp, thấy mập mạp mình thì tưởng là sung sướng. Ở ngoài đó người ta làm cực lắm. Rất là nhiều người, quý vị biết cái thời ngày xưa, những đứa mới vô chùa, những đứa cầm điện thoại 3 chiếc. Những đứa là người nghe điện thoại là chuyên nghiệp lắm đó quý vị. Bây giờ ta Nhân Đức không xài thôi, chứ Nhân Đức là người nghe điện thoại rất chuyên nghiệp. Và Nhân Đức nói chuyện điện thoại với Phật tử là quý vị biết rằng là tâm sự buồn khổ gì họ đều tâm sự Nhân Đức hết á. Ngày xưa thờ ở trên tỉnh thác cái này, Nhân Đức cầm điện thoại không đó, là quý vị biết họ rất là tâm sự nhiều chuyện. Nhưng mình biết họ nói ở nước ngoài cực lắm thầy. Ở Việt Nam mình làm cái mình xin nghỉ dễ thầy ơi, ở nước ngoài cực chứ lắm, làm việc nhiều lắm. Và theo cái quy tắc của công việc người ta rất là cao, làm rất là cực, kiếm được tiền không dễ đâu thầy. Con làm neo đó thầy, cái chút gom lại cực lắm. Rồi cái quá chắc của cái nghề làm neo nó nặng lắm thầy. Họ kể cho mình nghe rồi đi về lại, cái cuộc sống đó, nó không có tình cảm nhiều như người Việt Nam mình ở nước mình đâu. Nên về khi về cái mỗi người mỗi một cái vị trí à, ngồi nghỉ à, con có khi buồn lắm thầy. Buồn lắm chú ơi, có khi điện thoại cho chú để tâm sự này kia. Chú chịu khó nghe nghe. Đây là bao nhiêu người gặp như đức, người ta nói chuyện điện thoại người ta đều nói câu vậy đó. Rồi có nhiều người ta buồn vì cái chuyện ở ngoài đó của người ta, chuyện tình cảm buồn lắm, không biết chia sẻ cùng ai luôn. Quý vị nói mình ngày xưa mình không hiểu, mình tưởng đâu có con mình đi lấy chồng ở nước ngoài đồ này kia thì con mình sẽ được đầy đủ hạnh phúc. Không có phải đâu. Tuy cái đất nước quý vị nhìn phồn qua như vậy đó, nhưng mà về cái tình cảm con người nó kém. Cái đất nước mình tuy là không có giàu như người ta, nhưng cái tình cảm của người Việt Nam mình nó nhiều lắm nghe quý vị. Cái người Việt Nam mình cái tình cảm nó nhiều lắm, không có dễ đâu. Dù cỡ nào thì cái vẫn còn bị ảnh hưởng từ cái nền văn hóa của cha ông. Ảnh hưởng là con người thương con người. Nên dù cỡ nào mình là người Việt Nam, mình gặp người Việt Nam mình tâm sự cũng dễ, mình kết bạn cũng dễ. Còn mình ra nước ngoài mình nói, muốn nói chuyện với người ta, mình có biết tiếng của người ta đâu mà mình nói. Mình nghe bơ su bơ si gì tùm lum tùm la, mình có biết cái tiếng gì đâu mà mình gì nói chuyện với người ta. Nên mình sẽ là một cô đơn vậy lắm. Thí dụ như quý vị biết rằng mình đi ra đất nước người ta, cỡ nào mình cũng lép hơn người ta, chứ sao mà mình hơn người ta được, thấy không? Mình phải sợ người ta chứ. Còn đất nước mình phải mình giữ với ai, nhưng mà mình thấy con người với đến với con người nó tương đối nó rất là gần gũi. Nên những đức nói rằng con của mình dạy cho nó đạo đức, chứ đừng có nên mà nói là bây giờ phải bằng cấp nước ngoài nước ngoài nước ngoài. Những đức nói không có bằng cấp nào bằng cái bằng cấp đạo đức ấy. Cái bằng cấp đạo đức nó không có lỗi thờ đâu nghe quý vị. Mà cái bằng cấp đạo đức mà học đúng nghe, bằng cấp đó đó nghe, là con người này họ tăng tiến dữ lắm. Họ không phải là người đơn giản đâu, họ không có sống thụt lùi đâu. Nên những đức nói quý vị biết bằng cấp ở Việt Nam cũng được rồi, mà đặc biệt là phải dạy bằng cấp đạo đức cho con mình thêm. Con mình có đạo đức là con mình sẽ hiểu cuộc sống nhân sinh, con mình sẽ sống vui à, con mình sống rất là vui luôn. Nên những đức nói rằng tất cả những người quý vị bệnh hoạn á, đừng có buồn quý vị, đừng có nên buồn. Những đức nói với quý vị nghe, có những người người ta bệnh người ta cũng không sợ chết đâu quý vị. Nhưng cái không sợ chết của họ là cái tiêu cực, không sợ chết chứ không phải tích cực như người tu đâu. Cái người tu người ta không sợ chết,
mà người ta phải thiện, người ta phải có một phương hướng đi về. Có nghĩa là họ có mục tiêu rất là chuẩn luôn và phát xuất từ tâm họ ra luôn. Nên đó mới là gọi là tích cực, không sợ chết. Chứ đâu phải ai cũng sợ chết hết đâu. Có những người ta vẫn nguyên hiểu nguyên lý là ai cũng phải chết. Họ chấp nhận cái chết. Nhưng họ chỉ là có cái chấp nhận cái chết chưa đủ. Vì họ chấp nhận cái chết rồi đi tái sinh, chúng ta sẽ tệ thì sao? Nên chúng ta phải tạo ra cho mình một cái phương hướng. Và làm sao lúc mình bệnh đau mà mình phải vui được. Tại vì mình vui là vì mình đã trả cái nghiệp duyên. Trả thì phải vui trả. Giống như thiếu nợ thì trả thì phải vui trả. Rồi trả rồi mình phải tạo thêm. Chứ không phải là trả không mà không tạo. Có những người trong cuộc đời này người ta rất là khổ, nhưng người ta nói người ta sẽ trả, trả, trả cho hết cuộc đời. Chết rồi thôi, làm gì thôi. Làm có gì, cái chuyện mà trong lục đạo mà trả xong rồi thôi. Trả không có thôi. Trong lục đạo trả xong món nợ này, trả món nợ khác. Trả hoài, trả mãi. Trong lục đạo luân hồi trả hoài. Chỉ có về tới thế giới cực lạc mới dứt, mới dứt nợ. Nên tất cả những người mà nói câu nói rằng tôi khổ vì chồng vì vợ, tôi sẽ trả, tôi sẽ trả, tới chết rồi là thôi, không có thôi. Quý vị phải vui trả, nhưng quý vị phải niệm Phật. Quý vị phải có một cái pháp tu, mà pháp tu chuẩn nhất là chuyên niệm Phật. Chuẩn nhất luôn đó. Nên những điều này mình mà nghe rồi quý vị thấy không? Một mặt thì vui trả, một mặt thì pháp lạc. Một mặt thì vui trả, một mặt thì phát triển pháp lạc. Tại sao chúng ta không sống gì? Ôi ơi, mình đi đến đây mình nghe như vậy rồi, cuộc đời của người mình nó đâu có đặt vấn đề giàu sang nhiều, mà chúng ta đặt vấn đề về đạo đức và tu hành nhiều. Chỉ cần mình có 3 buổi cơm thôi, 3 buổi cơm mình sống được rồi. Chung chung thôi, con mình sẽ nỗ lực phát huy. Tại vì con mình thấy mình đâu có tiền bạc nhiều, nên con mình phải nỗ lực phát huy. Con mình sẽ được tiếp nhận giáo dục, và con mình sẽ trở thành một con người có đạo đức. Mà con mình có đạo đức thì con mình không có tệ. Chúng ta không cần phải dình giật tiền chi nhiều, hiểu không? Mình không cần giành giật tiền chi nhiều, mà mình chỉ cần có 3 buổi cơm mình sống ổn định, lai rai được rồi. Nhưng mà quý vị đã có phước, nó không có thiếu đâu. 100% quý vị có phước, quý vị sẽ không thiếu. Từ dư nó tăng lên dư dư dư. Phật đã dạy mà càng bố thí thì càng nhiều. Thí pháp thì thông minh trí tuệ. Ăn chay phóng sanh, sức khỏe tuổi thọ kéo dài là 100% rồi. Vậy quý vị hỏi lại, ồ tôi ăn chay nè, ăn chay nè, tôi ăn chay phóng sanh nè, mười mấy 20 năm nay nè, mà sao tôi bệnh hoài à? Có những người ta sẽ đặt câu hỏi là tôi ăn chay phóng sanh nè, tôi cũng tu nè, tại sao tôi bệnh hoài? Người đó tôi thấy tu đó, ăn chay đó mà sao bệnh hoài à? Thì chúng ta nói rằng, tôi hỏi ông nè, 100 đời ông sát sanh, 100 đời nghe, mà một đời của ông 60-70 tuổi, mà 100 đời sát sanh, ông ăn chay phóng sanh mười mấy năm, ông tính với 100 đời sát sanh của ông đi rồi, ông tính đi rồi, ông biết. Cái phúc báo của ông tạo á, nó chưa có đột phá ra cái màn vô minh bị che lấp kia đâu. Nên ông còn phải chịu cái khổ đau trả nợ này. Ông nói gì thì khỏi trả luôn đi. Khỏi trả thì ông đời đời kiếp kiếp ông luôn. Ông không có cơ hội luôn. Bây giờ ông vui ông trả đi, rồi ông gầy dựng tính nguyện cho cực kỳ mạnh đi. Cái loại đó ông không trả hết được, nhưng mà ông tính nguyện cho thật mạnh đi. Một ý niệm cuối cùng của ông là ai với đời Phật, Phật rước ông về thế giới cực lạc, nó không có cái nhân tố bên ngoài thì tự nó tiêu. Nên nói ở cái cõi này mà nói là tu để tiêu nghiệp sạch sành sanh giải thoát là kinh lắm, rất là kinh khủng. Vì nó phải trải qua vô lượng kiếp của mình đã từng tạo nghiệp, nó phải trả từng đoạn, nó trả hết. Thí dụ như người ta tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, đó là gì? Ba đại A Tăng tạo nghiệp. Ba đại A Tăng tạo nghiệp, bây giờ tu tạo ba đại A Tăng kỳ kiếp mà không có một kiếp nào thối chuyển hết. Trong ba đại A Tăng kỳ kiếp đó, kiếp nào cũng tu, cũng tu, cũng tu. Mà mỗi kiếp trả, trả, trả và tu. Kiếp sau tiếp tục trả và tu. Trả và tu cứ làm hoài, ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành tựu. Kinh chưa? Quý vị thấy không? Nên cái pháp môn niệm Phật này thù thắng là ngay giữa bổ nguyện á, ngay cái chỗ tính nguyện á. Tại sao như Đức cứ gầy dựng tính nguyện hoài cho quý vị? Vì tính nguyện quý vị không bỏ Phật pháp, vì tính nguyện quý vị không bỏ tịnh độ. Quý vị cứ nghe văn tự giỏi cỡ nào quý vị cũng bỏ tịnh độ, chứ gì quý vị sẽ niệm Phật nhạt nhẽo. Có nhiều người nói, ôi sao mà thầy giảng tịnh độ sao con thích niệm Phật quá. Nhưng Đức nói tốt rồi đó, đúng rồi đó.
giảng Tịnh Độ mà thích niệm Phật là tốt rồi đó. Còn có người nói thầy giảng Tịnh Độ người ta thích niệm Phật mà có miệng không có tâm. Những đức nói có miệng không có tâm thì chuyện của nó, miệng nó niệm là tốt rồi. Còn hơn ông giảng cho có miệng có tâm mà nó không niệm. Ông tính đi, bây giờ một tên đi chùa giả dối còn hơn là tên không đi chùa giả dối. Công nhận không quý vị? Nó đi chùa nó giả dối nó còn có cơ hội để tương lai sửa đổi. Còn cái tên giả dối không đi chùa thì sao mày có cơ hội được sửa? Đạo Phật rất là từ bi quý vị à. Vì giảng làm sao mà người ta có cơ hội người ta được đi đến chùa kìa. Người ta có cơ hội người ta đi đến chùa thì từ từ mình uống nắng người ta. Một cái cây nó đã cong đồ này, nó quẹo đồ kia, nó cong đồ nọ, nó quẹo đồ nọ. Bây giờ quý vị cầm cái cây này từ cái đầu và cái gốc bị gịch nó một cái, quý vị chịu nổi không? Bây giờ những đứa hỏi quý vị nè, cái xương sống nó bao nhiêu năm chờ, nó cong gì nè. Bây giờ quý vị phải có thời gian từ từ quý vị cố gắng lại. Chứ làm gì quý vị nắm cái đầu và hai cái chân bị gịch đó một cái, gịch cái chắc gãy xương sống luôn mà chết. Nên chúng ta nó phải uống một con người, nó phải kiên nhẫn, kiên trì, phải cho người ta cơ hội. Phật, cơ hội mà Phật cho chúng sanh vô lượng kiếp kìa. Chứ đừng có nói mà gấp gáp một đời này. Mình là phàm phu làm được điều này hả? Hay dẫn người ta từ từ, còn bản thân mình cố gắng. Thấy chưa? Bản thân mình cố gắng. Nó có nhiều người nói, trời ơi gì đâu mà điều địa chung niệm mày giống hình chữ lộn à. Cái đó là ý nghĩ của mấy người nghĩ á. Ý nghĩ của mấy người nghĩ á, chứ tôi không nghĩ gì. Mấy người nghĩ chữ lộn thì nó là chữ lộn thôi. Tại vì mấy người không thích nó nên mấy người thấy nó là chữ lộn. Chứ nhiều người ta niệm tao khoái quá trời, đúng không? Giờ những đứa hỏi vị đây cái điều địa chung bốn chữ ai thích đưa tay anh coi. Rồi để tay anh đi. Không thích tôi cho khỏi cho vô chùa luôn. Nó thương người thương cả lối đi mà cái gì mà không thích. Nên từ nơi đó thì biết rằng á, nhiều người ta nói này kia tùm lum la. Mà thật sự mà nói trong cái cuộc đời này, thí dụ 2000 người mình chia sẻ Phật Pháp ta ngồi nghe được, thì trong đó 2-3 người thì con số này quý vị thấy nó cũng cũng làm được mà, đúng không quý vị? Nhưng nếu quý vị chia sẻ Phật Pháp mà trong 1000 người mà hết 600 người không chấp nhận, việc này suy nghĩ lại. Mà 600 người mà không chấp nhận chắc đứng lên chạy trốn luôn. Quýnh mà te tu, đừng nói chuyện dẫn chờ. Không chấp nhận mà, sao giảng? Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng mình dẫn dắt cái người tu đừng có cao siêu quá. Cao siêu quá không có làm được, người ta sẽ bỏ đạo đó. Rồi quý vị đừng có nói những cái việc mà phải niệm sao nhất tâm gì, đừng có nói gì. Những đức nghe một vị hòa thượng lớn này, ngài nói câu hay ghê. Ngài nói tôi nghe Pháp nhiều người lắm mà tôi thấy tôi không có cơ hội niệm Phật giảng sanh đâu. Mà từ khi tôi nghe ngài Thiện Đạo Đại Sư ngài giảng, tự nhiên tôi thấy tôi có cơ hội. Nên nghĩa là nghe nhiều vị giảng cái cảnh giới mà nhất tâm nó sâu quá. Nên ngài nói cả tôi thấy tôi không có cơ hội. Tôi niệm Phật niệm tôi thấy tôi không có cơ hội. Nhưng mà ngài Thiện Đạo Đại Sư ngài nói là nhất tâm là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Còn không loạn là dù nghe cái gì cũng không dao động. Tôi thấy tôi làm được rồi đó. Chúng ta hãy nói cái mà phàm phu mình làm được đi. Hãy nói cái mà phàm phu mình làm được đi, đúng không? Thí dụ như mình giảng sanh hạ phẩm cũng được. Ai mà đòi hỏi chi cho thượng phẩm? Thì quý vị muốn làm thượng phẩm thì làm. Thôi tôi chỉ cần hạ phẩm thôi. Hiểu chưa? Bây giờ ai muốn hạ phẩm đi theo tôi, đưa tay coi. Ôi được rồi, hạ phẩm được rồi. Hiểu không? Kệ qua sen nở từ từ vậy đó, mặc kệ, miễn ở trên cực lạc được rồi. Có bạn kia nói, con nói thật sự với thầy, đừng nói hạ phẩm, biên địa nghi thành con cũng khoái đó. Nói là lên biên địa nghi thành thì 500 năm không thấy Phật thôi. Ở cuối cùng cũng thành Phật. 500 năm không thấy Phật, không nghe được Pháp.
Nhưng mà ở trong đó cũng như ở trong hoàng cung cũng là bình yên tốt chứ có gì đâu. Biên địa nghi thành thì có nghĩa là đối với tịnh độ chịu tu, cũng siêng tu, nhưng mà có cái nghi. Mà cái nghi này quý vị nó chỉ chiếm ưu thế là ví dụ như 10 phần bị nghi chỉ có 2-3 phần thì quý vị mới sanh được biên địa nghi thành. Chứ quý vị mà nghi 80-90% đố mà cho quý vị vô nghi biên địa nghi thành có cửa đó đâu, hiểu không? Thế giới cực lạc đó, nó dẫn là có một cái giống như gọi là một phương tiện cho những con người nghi mà dẫn được gì đó. Nhưng mà cái thiệt thòi của họ 500 năm họ không thấy Phật, không nghe Pháp. Nhưng quý vị phải nhớ cái 500 năm này không phải đơn giản đâu. Quý vị biết cái thời gian của mình và ở thế giới cực lạc, trời ơi, không thể nào nói được đâu quý vị ơi. Trời ơi, 500 năm ở biên địa nghi thành đó, nó không phải là số con số 500 năm của ở đất nước mình đâu. Bây giờ mình nói thí dụ như mình không hiểu thì mình nói cái số lượng của nó gấp khoảng 100 lần. 100 lần của 500 năm của đất nước mình. Con số nó vậy đó. Thì quý vị cứ coi từ đây tới thế giới cực lạc mà Phật nói rằng là 10 muôn ức cõi Phật. Thì cái không gian di thứ nó xa vời quá. Nên từ nơi đó mà cái thời gian nó khác hoàn toàn. Quý vị biết rằng là cái quốc độ mình ở đây, thời gian và cái ở trong địa ngục nó khác dữ lắm. Nó khác đến mức mà cái người trong địa ngục vừa mới lên dương gian á, người ta vừa mới mừng cho người này lên dương gian, cố gắng làm thiện nghe, giúp chúng tôi nghe, mà lên đây cái phái vui chơi, phái ăn nhậu một chút xíu à, là tự nhiên thấy quay lại địa ngục. Nó nói tại vì mới lên quay lại rồi. Vậy mà 70-80 năm á, mới lên quay lại rồi 70-80 năm á, thì coi kinh chưa. Nó tại vì cái thời gian trong địa ngục nó quá khổ nên thời gian nó quá lâu. Như quý vị mà ngồi mà vui vậy, quý vị thấy thời gian nó mau. Nhưng mà nếu mà nó mát chút nữa còn mau nữa. Hiểu không? Quý vị biết rằng quý vị chân quý khi ngồi nghe chia sẻ Phật Pháp gì, quý vị thấy mừng lắm. Trong lòng mình thấy mừng, dù mình ngồi đây mình có thể đau chân, nóng một chút, nhưng mà mình biết rằng vẫn có quang minh phổ chiếu đang chùm mình. Thật sự mà nói, không có quang minh phổ chiếu là khó phát tâm từ bi giảng Pháp lắm. Sao mà giảng được hoài, nó không vui sao giảng. Hiểu không? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói khi vị sanh về cực lạc đó, thí dụ như quý vị muốn ở thế giới cực lạc thì ở, nhưng nếu quý vị có cái nguyện đi độ sanh thì quý vị sẽ có chiếc áo giáp bặn vào. Chiếc áo giáp này là cái gì quý vị không? Là nó ngăn chặn được tất cả những cái tham sân si mà đột phá vào tâm quý vị được. Nó không có bị thối chuyển luôn, là quý vị có thể đi độ sanh. Đi độ sanh. Nhưng mà con người đó rất thích thuyết pháp. Người đó rất thích thuyết pháp, rất thích tán thán Bổ Nguyện Di Đà. Họ rất thích thuyết pháp luôn. Họ nghĩa là họ đi đâu họ cũng sẽ nói pháp hết, chứ họ không có bao giờ ngại miệng. Họ sẽ rất thích thuyết pháp. Khi bị về tới cực lạc rồi, quý vị sẽ đi đến đâu quý vị sẽ rất thích thuyết pháp, mà rất thuyết pháp rất là hay. Cái khả năng đó cao lắm. Họ đi thuyết pháp rất là giỏi. Nên từ nơi đó mà mình về cực lạc là tuyệt lắm, đặc biệt lắm. Nói quý vị biết rằng là mình đi về tới thế giới cực lạc đó, thì ví dụ như mình muốn nhảy vào địa ngục thì mình nhảy vào không ăn thua gì với mình đâu. Cái trong cái cảnh giới nào của súc sanh mình cũng vô được, trong cảnh giới nào quỷ đạo mình cũng vô được hết. Thật sự mà nói bây giờ trong cái cảnh giới mà tất cả những con trùng nằm trong cái phân đi chăng nữa, mình vô cảnh giới đó cũng như là cái cảnh giới của Bồ Tát, nó không có cái gì mà trở ngại đối với mình. Như thí dụ như phàm phu của mình đi đến cái chỗ đó, mình thấy cái nơi đó quang cảnh hôi thối, nhưng mà Đức Phật bước đến cảnh giới đó là cảnh giới đó là vàng ròng, nó không phải là cảnh giới hôi thối. Quý vị biết rằng cái cảnh giới hôi thối là do cái tâm của mình mà nó sanh cái cảnh đó thôi. Chứ thật sự thì cái mặt đất này nó vẫn là vàng ròng đối với tâm của Phật. Có nghĩa là tâm của Phật và Phật ở đâu là nơi đó vàng ròng, nơi đó. Nơi đó là toàn là những quả quang cảnh tốt hết. Quang cảnh tốt như Ngài Hư Văn Hòa Thượng. Một năm chờ Ngài mới tắm một lần. Hư Văn Hòa Thượng một năm chờ mới tắm một lần. Quý vị biết rằng là cái đức hạnh của Ngài nghe. Ngài đi đến cái nơi đó, cái cây sắp chết đó, mà Ngài đến cái cây nó chỗ bông ra. Ngài đi đến nơi đó hoa nở quá trời luôn, chim hót líu lo hết vậy đó. Người đức hạnh đi đến đâu là vậy đó. Người ta cảm thấy bình an, rồi gọi là con người, rồi động vật, rồi thực vật, rồi khoáng vật, nó đều có được cái sự cảm thọ hết. Vì phải nhớ là tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Nếu như cái tâm thiện từ bi mà áp vào hết thì tất cả con người, thực vật, khoáng vật,
và động vật nó đều có sự cảm thọ hết, nó hưởng được cái sự an lạc bình an hết. Những đức nó bảo đảm 100% quý vị gì ở đây, quý vị có cái bình an đó chắc chắn luôn á. Quý vị có cái bình an quý vị mới thích gì ở đây nè. Là tại sao quý vị biết không, trong cái tâm trạng của những đức không có nghĩ ngợi rằng những đức có thể xin xỏi quý vị một cái gì hoặc làm phiền quý vị một cái gì hết. Những đức chỉ mong làm sao quý vị về đây quý vị có niềm vui thôi. Rồi mình làm cái gì thì mình nêu lên là cái đó là chúng ta cùng làm. Còn nếu mà không làm không có một cái vấn đề gì quý vị phải bận tâm cả. Quý vị không bị một cái áp lực gì đối với quý vị cả. Những gì những đức làm được, có được nhiều thì làm nhiều, có được ít thì làm ít, không có là thôi. Chứ mình không có đặt vấn đề nặng nề đối với một Phật tử nào cả. Nên tất cả quý vị đi về đây, có những người đến đây quen những đức lâu quá trời luôn. Quý vị thấy có bao giờ những đức làm một Phật sự gì mà những đức điện thoại cho quý vị nói rằng những đức đang làm chuyện đó đó. Cô cố gắng, cô đi quyên góp, cô đi rủ ren, cô kiếm tiền, cô phụ những đức người ta. Đó không phải là kêu trực diện cô đâu, mà cô đi tại vì cô có được cái duyên đó, cô làm việc đó. Không, mà do các cô thấy rằng thầy làm, mình chung tay với thầy để làm. Nhưng những đức không có áp lực gì diễn với cô cả. Quý vị biết rằng là những đức là cái người tu mà những đức sống về cái mặt nghiêng về về sống tư tưởng cái người, con người, con người sống thế gian. Quý vị, quý vị biết rằng là có một sư cô đến gặp những đức, thầy thầy con xin cúng dường thầy cái bao thư. Những đức nói mình là người tu mà, cô để đi xe đi. Những đức ở một chỗ không cần đi xe, còn cô để túi đi xe nghe, nhận cái tâm cô là được rồi đó. Cô nhìn những đức chăn chăn vậy đó, có thấy. Tại vì mình là người tu nha, mà mình đây những đức thấy rằng mình cũng có cơm ăn áo bạn rồi. Rồi người ta thì không biết làm sao, thôi mình là người tu nha mà thôi, cô bỏ để túi. Còn có những bà cụ già nha quý vị, bà gặp các người khác cúng dường, bà tội nghiệp bà đâu có dự định cúng dường. Cái xong bà thấy người ta cúng dường vậy, bà mới quay qua một bên thấy bà moi tiền trong túi ra. Rồi bà thấy điếm những đức để ý. Xong những đức thấy bà điếm bà kiếm tiền 50,000 bà cúng. Bà vừa đưa cái những đức nói, cụ, những đức nhận tấm lòng của cụ nghe. Bây giờ những đức tặng lại cho cụ để dành đi xe đến đây tu. Người ta sẽ cảm thấy rất là ấn tượng với mình quý vị à. Rất là ấn tượng đẹp với mình luôn. Đó là cái điều những đức nói rằng chúng ta đừng nên làm phiền nhau. Chuyện gia đình quý vị những đức cũng không hiểu nổi nữa. Nên nó giống như có một cái cô này, cô thường đi đến chùa cũng thích cúng dường. Những đức nói nè, cố gắng niệm Phật, tiền đó để nuôi con đi. Tại vì mấy đứa con lo cho nó, để dành nuôi con đi. Những đức xây sở được. Chắc chắn quý vị ít có ông thầy nào mà nói những cái câu nói đó với một Phật tử chứ quý vị. Mình nghĩ rằng nếu đặt mình vào người ta, mình cũng sẽ lo lắm. Nên thôi mình lo được cái chuyện của mình được nhiều người cũng chung tay với mình, thôi mình cũng chưa đến nỗi khổ quá. Thôi bây giờ những đức tiếp nhận cái tâm của cô đó, những đức mong cô cố gắng niệm Phật là được rồi. Đó, cái này là 100% luôn. Nên chúng ta đến với nhau là trong cái cuộc đời này đã khổ quá, đừng có tạo áp lực gì cho nhau. Nên quý vị đi về chùa mình, quý vị sẽ không có một cái áp lực gì đối với quý vị cả. Có người hỏi những đức rằng nhận người lo cả đời có nhận tiền hay không? Trả lời đúng một câu cho quý vị, gọn nhất luôn, không. Trong tâm tư những đức trước ngôi tam bảo 100% luôn, những đức khi nuôi một bà cụ già mà đến khi cuối cùng mà bà cụ đó được đưa lên đài quả táng xong hoàn tất hết trơn, những đức trong lòng cực kỳ vui. Đây là thật lòng 100% luôn, trước ngôi tam bảo. Đó là một cụ già nào vô chùa mình được ở mà ở đến khi cuối đời và cụ ra đi, những đức lo hết hoàn toàn hết luôn, mà cụ đã được đưa lên đài quả táng xong hết trơn hoàn tất, những đức cảm thấy mừng cho một đời người. Còn cái chuyện mà kêu những đức phải làm sao cho bà cụ này giảng sanh thì cái chuyện đó đầu hàng. Vì chuyện đó là chuyện của cụ, không phải chuyện của những đức. Những đức chỉ là người nhiệt tình hết mình, những đức hướng dẫn khuyên cụ niệm Phật. Mà cụ buông được bao nhiêu đó là chuyện thành tựu của cụ. Những đức không có bắt buộc cụ được cái chuyện này. Miễn mà những đức nuôi con người mà người ta vui, người ta sống tốt, mập mạp, sáng sủa, vui vẻ, đó là một đời sống nhân sinh, cũng cảm thấy mừng lắm rồi. Đừng nên đòi hỏi những đức cao quá. Cả Phật làm việc này cũng khó lắm quý vị à. Tại vì Phật chỉ là chỉ dạy, chứ làm sao Phật bắt buộc quý vị phải giải thoát. Không chỉ là một chúng sanh tạo tội nghiệp ngoài đời quá nhiều, mà vô tới trong đây thời gian chỉ có mấy năm là ra đi rồi. Trên là thời gian quá nhiều.
Nên từ nơi đó mình cảm thấy người ta mừng khi được sống trong ngôi tam bảo, vui được sống trong tam bảo, mạch mạp sáng sủa. Điều đó mình cũng cảm thấy mình nuôi một con người trồng thiện căn với người ta như vậy cũng là mừng quá rồi, đúng không? Nó nên á, có một cô có đến chùa của tu, khi mà cổ vô mà tắm có một bà cụ mà bắt vợ cô cũng thiếu duyên. Thường các cụ mình mắc cụ nào cũng mềm eo à, mà tự nhiên ngay bà cụ đó bà hơi cứng cái chân một chút vậy đó, mà bà đi hỏi thầy ơi, hỏi người khác, thầy ơi bây giờ có người mà mắc trong chùa đó gì, ông thầy đó nuôi nhiều người già lắm, nhưng mà có bà cụ đó bà mắc mà người cứng vậy, mà ông thầy ông nói là cứng cũng giảng sanh, mềm cũng giảng sanh, ăn cái quan trọng là tín nguyện niệm Phật thì chắc chắn là giảng sanh. Quý vị cha vào 48 lời nguyện, lời của tổ có phải tín nguyện là giảng sanh không? Đại sư Ngẫu Ích ngày nói rằng người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Còn 48 lời nguyện, nguyện thứ 18 là nói chí tâm tin ưa, chứ có nói cái câu là mềm mới giảng sanh không? Đúng không? Phải chi mà tổ sư nói á, người này tín nguyện niệm Phật nhất định giảng sanh, nhưng họ phải mềm mại và có xá lợi mới giảng sanh. Thì vì những đứa nói sai, còn người ta đã không nói điều đó, người ta nói chỉ cần là chí tâm tin ưa, đến khi cuối đời niệm từ một niệm đến 10 niệm thì Phật rước về cực lạc. Quý vị tại sao không cho người ta cơ hội đi? Sao không cho nhiều người ta cơ hội đi? Còn người ta giảng sanh đi đâu là cái chuyện của người ta. Quý vị, chúng ta là cặp mắt phàm phu có ai biết được không? Chúng ta mỗi người không có biết người ta đi đâu hết chứ á. Chúng ta chỉ là suy đoán thôi. Chừng nào mình đi đâu mình sẽ biết. Mình sẽ biết mình nè. Hiểu chưa? Nó như vậy đó, mà ở đây không hỏi Nhân Đức mà đi hỏi người nào. Bữa đó Nhân Đức nói một câu, từ hôm nay mà vô tôi gặp mặt là biết tay. Trốn tới giờ luôn. Mà Nhân Đức nói vậy thôi chứ Nhân Đức không có cần biết mặt gì đâu. Nói vui vậy thôi, muốn đến đến tu bình thường thôi. Chứ Nhân Đức không có nói gì đâu. Nhưng mà Nhân Đức bữa đó có nói một câu là đến đây đi, tôi gặp mặt rồi biết tay với tôi. Đến đây tu hoài mà đi hỏi người này người kia. Tại vì vô chùa nhiều người già được ở, trong khi các cụ 80 tuổi, 60 mấy năm ngoài đời, 70 mấy năm ngoài đời, vô đây chỉ có 2-3 năm thôi các cụ đi vậy đó, mà mình đòi hỏi quá cao. Trong khi các cụ mà ra đi mà được hộ niệm, được đàng hoàng vậy là phước báo cụ cũng lớn dữ lắm rồi, đòi hỏi cao gì dữ vậy. Hiểu không? Đó, nên những điều như Đức chia sẻ với quý vị thấy không, có người mình thoải mái. Bây giờ quý vị đừng có đòi hỏi người ta, mình nè. Mình nè, đúng không? Tới nào nàng hay chàng đi đâu nàng chàng biết, ngon về báo mộng như tôi biết. Nghe em về nói thầy ơi, cảm ơn thầy hướng dẫn con đi rồi. Chắc chắn quý vị trong mơ như thế sẽ hỏi bị đi đâu. Dạ con đi về cực lạc rồi thầy. Tốt tốt, chúc mừng, đúng không? Điều đó là đặc biệt quá. Nên từ nơi đó, mỗi một con người mình á, nhân viên khác nhau, chúng ta đừng nên đòi hỏi cao nữa. Chung chung thôi là được rồi. Nên á, tất cả những người chúng ta được cái duyên gặp những ngôi chùa gì, nhất là các cụ lớn tuổi á, coi sắp xếp đi. Sắp xếp đi. Bây giờ những đức khuyên các cụ nè, các cụ hãy suy nghĩ cho thật là kỹ nè. Gác tay lên trán suy nghĩ không ra thì gác chân lên trán. Phải gác lên trán để suy nghĩ cho thật là kỹ nè các cụ. Bây giờ các cụ hãy phân tích cho thật là kỹ, con cái các cụ có lo được cho các cụ về cái chuyện mà cuối đời nó hộ niệm được hay không. Hãy suy nghĩ cho thật là kỹ. Mình có thể để của cải vật chất để hết lại cho nó đó, nhưng mà các cụ hãy suy nghĩ cho thật là kỹ. Đừng có bao giờ bị một hai câu là mẹ ơi mẹ đi như vậy người ta sẽ nói con như vậy như vậy như vậy, rồi như vậy thì con cái sẽ không có hiếu với con sau này. Đây là tâm nguyện của mẹ cha muốn đi tu, chứ không phải con hắt hủi mẹ cha. Hiểu chưa? Con hắt hủi mẹ cha thì con mang cái tội bất hiếu này, nhưng con không có hắt hủi mẹ cha, mà mẹ và cha có tâm nguyện này con phải chiều. Các con đàng hoàng đưa mẹ cha đến, thầy ơi mẹ cha con rất là muốn ở trong chùa, con á làm con nhưng thật sự muốn hiếu với mẹ cha lắm thầy, nhưng mà thầy biết cái công việc xã hội bây giờ
con lo cho một gia đình con, mà có khi con không có thời gian với mẹ cha con nhiều. Con vẫn biết điều đó, con có lỗi với mẹ cha con. Nhưng mà thầy ơi, bây giờ tạo ra rồi, mà con mình bây giờ bên cha mẹ, bên con cái, con không biết sao mà tròn vẹn hết. Nên từ nơi đó mà giờ mẹ con có cũng có cái nguyện đi vô chùa ở đây để thầy lo. Thật sự con đưa mẹ cha con vô đây, bây giờ hoàn toàn thầy lo giùm. Rồi sau này cha mẹ con trăm tuổi già, hoàn toàn con nghe lời thầy, con không có dám cái gì mà chống trả hoặc là nói cái gì ngược lại cái kiểu sắp xếp của thầy đâu. Nên con đưa mẹ cha con vô đây. Ờ, quý vị làm con mà vậy thì thôi, hay gì đâu quý vị. Quá hay. Chúng ta con người nên sống xác thực một chút đi quý vị. Nên xác thực một chút đi. Tại sao mình còn cái ngã của mình chút để làm cho mẹ cha mình đau khổ chi vậy? Một hai người chăm chích nói mình nói thẳng một câu gì nè. Đúng rồi, tôi sao lo bằng mấy thầy. Mấy thầy là chuyên nuôi người già mà tôi đâu phải là chuyên nuôi người già đâu. Hiểu chưa? Tuy là mẹ cha tôi mà tôi nói thật với anh, nghề của tôi không phải là nghề nuôi người già. Mà mẹ cha tôi sanh tôi cũng không phải dạy tôi nuôi người già nữa. Nên tôi không thể nào nuôi người già bằng thầy. Nên tôi phải chọn một cái chỗ cho mẹ cha tôi được nuôi ngon hơn ở với tôi. Anh nói tôi đúng rồi, tôi không nuôi cha mẹ tôi, đó là cái chuyện của tôi, nhưng tự tâm tôi biết được. Đúng không? Nhưng tôi khuyên anh, nếu mẹ cha anh mà muốn đi vô ngôi chùa đó, anh nên giúp cho cha mẹ anh vô ngôi chùa đó đi. Chắc chắn mình sẽ không làm bằng thầy. Trong lòng của mình rất muốn mẹ cha mình tốt, an lạc, vui vẻ, hạnh phúc. Nếu cha mẹ mình muốn, mình giúp đỡ cho cha mẹ mình dưới cái tâm nguyện của cha mẹ mình. Mình bị người ta chăm chích một hai câu thôi, không được đi nghe. Đi là người ta nói con vậy đó, nói con người ta dị nghị con cái này kia được. Kỳ quá. Chúng ta nên sống cho nó xác thực chút đi. Mình xác thực chút cũng không ai nói được mình à, mình xác thực chút cũng không ai nói được mình. Nó giống như những đức nói, có bao giờ những đức nói chuyện miệng lưỡi khéo léo đâu. Có bao giờ những đức nói khéo léo đâu. Những đức vô duyên mà. Nên những đức chấp nhận vậy rồi, nên những đức lỡ nói cái gì mà hơi sai quấy thông cảm. Nó đâu có nói nó khéo léo đâu. Và hồi đó giờ quý vị biết những đức có bao giờ bị no, quý vị nghe những đức nói những đức hoài nghi không? Chưa từng nghe nói là tôi có hoài nghi đúng không? Thì tôi đã không có hoài nghi thì tôi không có hoài nghi thì nói làm gì? Thì biết thì sao mà tế công ngày an lạc không quý vị? Tại vì ngày vượt qua văn tử à. Bây giờ như Đức hỏi quý vị nè, quý vị đi hai hàng. Quý vị sanh ra đời là đi hai hàng. Bây giờ quý vị có sửa lại hàng rưỡi quý vị cũng khó chịu. Hãy đi hai hàng đi. Tại vì mình sinh ra đời là đi hai hàng. Thì quý vị bó buộc quý vị lại một hàng rưỡi thì rất là khổ. Hiểu không? Hãy sống với những cái mà mình đang hiện hữu đi. Hiểu không? Ta nói bà đi gì mà xấu hai hàng. Sao mà xấu được chị? Chị mấy hàng? Tôi một hàng. Tôi hỏi chị một hàng với hai hàng cái nào hơn nhau? Hiểu không? Nó giống như có cái bà kia, bà có một chồng. Cái bà kia bà có năm chồng. Cái bà có một chồng, bà chê cười bà kia, dùng cái thứ đàn bà gì đâu hư hỏng. Đàn bà gì đâu mà sống năm chồng. Bà này bà học Phật, bà nói một câu: bộ không có năm chồng như tôi tức sao? Kia cứng đơ luôn. Không, có nghĩa là bà chấp nhận bà có năm chồng. Bà chấp nhận bà có năm chồng, ai nói bà cũng không quan trọng. Bà có năm chồng đó là số phận của bà, năm chồng. Còn mình có một chồng là số phận mình một chồng. Bây giờ quý vị có một chồng, quý vị muốn năm chồng cũng không được. Quý vị có đẹp cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà số phận quý vị chỉ có một người trong cuộc đời quý vị, thì nó chỉ có một người thôi. Nhân Đức á, hồi xưa đi làm thấy rõ ràng ông chủ ông phong độ cao ráo đẹp trai ghê luôn.
Nhưng ổng chỉ có một vợ và ổng rất sợ vợ. Còn cái thằng làm công cho ổng, nó lùng ten luôn à, lùng ten mà còn xấu nữa. Như vậy mà nó có 4 vợ. Ông chủ là ông nói câu gì nè: mày làm công mà tao thấy mày hơi bị lướt qua mặt chủ đó nha. Lướt qua mặt chủ đó. Mày thấy tao không có một người thôi mà tao còn cực khổ với nó vậy đó. Mà mày làm công mày làm lương được bao nhiêu mà mày có 4 người? Thì cái thằng làm công nó nói: thì có bao nhiêu trang trải bao nhiêu thôi. Ghê không? Có bao nhiêu thì trang trải bao nhiêu thôi. Thì anh cũng thấy rõ ràng rồi, mỗi năm em dẫn là đi về quê ăn Tết. Thì mỗi năm anh cũng đi ăn Tết. Thì ăn Tết xong về anh cũng đi làm, tôi cũng đi làm. Thì có sao trang trải thì sao, miễn người ta chịu thì điều đó là được rồi. Anh không được như vậy thì anh hãy chấp nhận cái của anh đi. Anh đừng bao giờ nói anh chủ là anh hơn. Hơn cái gì? Hơn với những cái thứ đó là duyên. Bây giờ mình học tập mà nói là những thứ đó là duyên. Vậy thì sao? Bản thân của mình trong mọi nhân duyên, chúng ta nên tạo duyên tu. Tạo duyên tu. Những cái gì đã qua rồi thì cho nó qua đi, chúng ta hãy tạo duyên tu đi quý vị. Ví dụ như ngồi trong đây có những cô cũng đâu phải một chồng đâu. Đó. Đâu phải có những cô có một chồng đâu. Quý vị nhớ khi quý vị có chồng rồi, quý vị đã từng có người yêu lúc trước, cũng chưa chắc quý vị đã từng là một người con gái gọn ghẻ nữa. Đúng không? Thì tính mỗi một người vậy là một chồng đi. Thì trong cuộc đời của những cô trong đây, quý cô cũng có mấy người chứ giỡn đâu. Đâu phải cô nào chỉ cũng có một người đâu. Hiểu không? Nhưng khi người ta có một người, người ta sẽ rất hạnh diện với cuộc đời người phụ nữ của người ta. Người ta sẽ cảm thấy rất hạnh diện. Tại vì sao? Cuộc đời người ta chỉ có một người đàn ông trong đời người ta thôi. Điều đó là đúng nhất. Hiểu không quý vị? Điều đó là đúng nhất thôi. Còn nếu như mình đã từng trải qua những giây phút vậy rồi thì bây giờ mình hãy quy về học Phật thôi. Những vĩ vãng đã qua cho nó qua đi. Vĩ vãng qua rồi chớ vắng vương. Tương lai chưa đến chớ lo lường. Hiện tại tâm bình thì là đạo. Niệm Phật tự nhiên sẽ kiết tường. Những vĩ vãng qua cho qua đi. Bây giờ niệm Phật là kiết tường nè. Niệm Phật là an lạc nè. Bây giờ mình học Phật rồi, những người chưa có như vậy thì đừng nên làm như vậy. Những người đã như vậy rồi thì gói gọn lại, đưa nó ra biển cả mênh mông hết đi. Công nhận Phật pháp hay thiệt nghe quý vị. Tuyệt vời. Quá đặc biệt. Như vậy thì nói tóm lại là Phật pháp đúng là một cơn mưa bình đẳng. Cây cao, cây lùn, cây thấp, mầm non, đại địa đều hưởng hết. Đều hưởng hết trơn rồi. Như vậy thì quý vị hỏi lại hạng người nào học Phật được thầy? Không có hạng người nào mà không học Phật được hết chứ. Cái giáo pháp Đức Phật, khi Đức Phật còn tại thế cũng vậy. Có rất là nhiều người, người ta phân tách về tôn giáo, phân tách về chủng loại của con người trong thời Đức Phật còn tại thế. Cái đất nước Ấn Độ là một đất nước cực kỳ lớn. Có nghĩa là Ấn Độ, đất nước họ còn lớn hơn Trung Quốc nữa. Thì quý vị biết rằng là cái nền văn hóa của Ấn Độ là rất sâu xa. Về đạo Bà La Môn là trước thời Đức Phật khoảng 5.000 năm là người ta đã có rồi, cái đạo Bà La Môn rồi. Nhưng mà cái năng lực của con người thờ đó, đất nước Ấn Độ người ta có thể tu thiền trong khi chưa có Phật giáo xuất hiện, mà người ta tu thiền người ta có thể đạt đến tầng trời thứ 7. Điều cơ sắc giới thiền, người ta đạt đến tầng trời sắc giới thiền. Quý vị phải nhớ rằng họ đạt đến từng trời sắc giới thiên, và có những người tu đạt đến từng trời vô sắc giới thiên luôn. Họ chỉ đi đến cái khả năng của từng trời thứ 8 luôn quý vị. Từng trời thứ 7 và họ đi tới từng trời thứ 8 luôn. Mà trong khi chưa có Phật giáo ra đời, họ đã đi đến từng trời thứ 8. Trong khi thời cuộc đó là không có một đất nước nào mà con người ta có thể tu thiền định mà đạt đến từng trời thứ 7, thứ 5 gì hết chứ. Vậy mà đất nước Ấn Độ đã có người tu đạt đến từng trời thứ 8 trong khi chưa có Phật giáo. Quý vị hỏi gì sao mà Đức Phật ra đời mà không ra đời ở đất nước khác, mà lại ra đời ở đất nước Ấn Độ, không đến đất nước Trung Quốc ra đời mà đi ra đời ở đất nước Ấn Độ? Vì thời đó đất nước Ấn Độ có người tu thiền đạt đến tầng trời thứ 8. Họ muốn đột phá ra khỏi tầng trời thứ 8 để siêu vượt tam giới, để họ chứng quả, nhưng họ không có khả năng.
Hiểu chưa? Họ không có khả năng đó. Họ không có khả năng đó thì Đức Phật mới thể hiện đến đó, để dạy họ để vượt qua từng trời thứ tám, để chứng quả A-la-hán. Đó vậy coi. Nên Đức Phật mới đi đến đó, thể hiện ở đất nước Ấn Độ. Mà với thêm nữa là họ quá giỏi, nhưng họ lại phân tách về tôn giáo. Con người nó bị đàn áp về chủng loại, và con người nó là phân ra từng giai cấp sang hèn. Nó có người quá khổ cực phân ra giai cấp. Quý vị biết rằng Đức Phật ra đời là thu gom lại hết, tất cả các giai cấp nào đều vô học đạo của Đức Phật được hết. Trong khi thí dụ như Bà La Môn giáo, người ta học kinh Vệ Đà thì người ta có thể với một cái loại dạng nào người ta học thôi, chứ không phải là nghèo nàn đều học được hết. Nó phân tách ra, nó không cho học. Nó thí dụ như sách Đế Lị thì dòng tộc của vua chúa, thì đó chỉ có dòng tộc của vua chúa ở trong cái dòng tộc đó thôi. Còn dòng tộc hạ lị thấp nhất thì họ là cái dòng tộc mà gọi là giống nô lệ, là họ phải khổ đau cung cực, họ phải gọi là phục dịch cho những cái người dòng tộc cao. Khi họ dòng tộc cao đi ngang vị trí nào, họ không được đi ngang con đường đó, nên họ phải chịu làm một con người nô lệ. Họ đi, họ bận một chiếc áo giống như một cây chổi sau lưng, họ đi ngang chỗ nào là giống như họ phải quét cho sạch cái đoạn đường mà họ đã đi qua, để cho những con người dòng tộc cao đi ngang chỗ đó. Kinh khủng không? Quý vị coi, họ đi họ phải để một cái thố kế bên, khạc nhổ họ phải khạc vô trong đó, không được nhổ nước miếng xuống đất. Họ phải chịu một cái lối sống gọi là nô lệ. Trong khi họ dẫn với con người đó là một loại tiếng nói với nhau, nhưng mà họ phân tách ra chủng tộc như vậy đó quý vị. Đức Phật đến thu gom lại hết hoàn toàn, và cho những người hạ cấp nhất vào giáo đoàn của Phật, phá đi cái quy tắc mà gọi là phân biệt chủng tộc. Chỉ có Đức Phật mới làm được điều đó. Hiểu chưa? Nên những người thị hiện trong những cái dạng gọi là hạ cấp, như Ubali là hạ cấp cạo đầu, vậy mà dẫn ở trong giáo đoàn của Phật là tu hành chứng quả. Thì coi, để cho trong cái thời cuộc đó họ thấy rõ ràng rằng là người hạ cấp dẫn tu hành chứng quả. Nên cái giáo pháp của Phật là hạng người nào cũng tu hành được. Chứ nếu như quý vị còn phân tách ra là người tu không được là trở ngại. Thí dụ như bà Liên Hoa Sắc, bà là kỹ nữ, bà là kỹ nữ nghe, nhưng mà bà khi quay đầu là bà tu hành chứng quả, bà đạt được thần thông đệ nhất là bên nữ đó. Vô Não là một người sát nhân giết người vô cùng nhiều, nhưng mà khi quay đầu rồi, ông quay đầu 100%, ông đi ra đường khất thực, người ta cầm cây cầm đất, người ta liền ông cỡ nào liền ông nhịn hết, ông cũng chứng quả. Còn người mà khờ dại nhất là Châu Lợi Bằng Đà, là khờ nhất luôn. Có nghĩa là Phật dạy cho một câu kệ, sư huynh dạy một câu kệ, không bao giờ Châu Lợi Bằng Đà đọc thuộc một câu kệ luôn. Một câu kệ ngắn đọc hoài đọc cũng không thuộc luôn. Nó là người anh nói là quá khờ dại, đi về đi, đuổi ông về. Ông khóc, ông buồn. Đức Phật đi về hỏi, tại sao con ngồi đây con khóc? Nói là con ngu quá, học một bài kệ mà anh dạy hoài mà học không được, nên anh kêu con đi về đi, mà con muốn ở trong tăng đoàn của Phật. Đức Phật nói được rồi, con cứ ở đây quét lá cây xung quanh cái cốc của ta, nghe không? Ta dạy cho đúng câu kệ này ngắn nhất này: quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn. Cứ quét hoài đi rồi quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn. Chỉ có đúng một câu vậy thôi đó mà ông chứng quả A-la-hán đó quý vị. Quét bụi trừ bẩn. Ông quét giết rồi tự nhiên ông khai ngộ luôn. Tự nhiên ông nói rằng là Đức Phật cho ta cây chổi, kêu ta quét bụi trừ bẩn. Có nghĩa là ta quét những cái bụi bên ngoài, ta quét bụi bên ngoài, ta quét bụi bên ngoài. Và từ từ phải quét luôn cái bụi trong tâm ta. Ta ngu si là vì cái bụi trong tâm là che mờ lý trí của ta. Nên bụi trong tâm mới là đáng sợ hơn bụi bên ngoài. Bụi tham sân si đó là bụi kinh khủng nhất. Nên Phật kêu ta quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn. Có nghĩa là quét trong tâm ta ra, quét những thứ bụi tham sân si, những cái ngu si đó ra hết đi, quét với chứng quả là hán luôn. Quét bụi trừ bẩn. Tới đời chúng ta A Di Đà Phật là quét bụi trừ bẩn. Không, A là Vô Di Đà, là lượng Phật là giác. Chữ giác ngộ là quét bụi trừ bẩn chứ gì.
mà quét bụi trừ bẩn của cái tâm ta, cái tâm đố kỵ, cái tâm hơn thua, cái tâm tranh giành, cái tâm mà không vừa lòng không vừa ý, quét cái tâm đó ra thì chứng quả. Nhưng mà là do gì mình đời này mình được Phật tiếp dẫn là gì? Cái căn tính của chúng ta bây giờ là phải căn Phật tiếp dẫn chứ mình không chứng quả. Thời Đức Phật là người ta quét bụi trừ bẩn chứng quả luôn trong thời đó. Nên quý vị thấy không, có mỗi căn tính hết trơn để thị hiện. Như vậy thì trong cái giáo đoàn của Phật, trong cái giáo pháp của Phật thì hạng người nào cũng có thể tu hành chứng quả, chỉ cần chịu tu thì sẽ chứng quả. Nhưng mỗi một cách chứng quả khác nhau, nhưng đều chứng quả. Nên từ nơi đó chúng ta được gặp giáo pháp của Phật. Đúng là Đức Phật nói câu được thân người khó được, gặp Phật pháp khó gặp. Bây giờ hai thứ này khó, đã gặp rồi còn buồn gì nữa? Buồn gì nữa vợ? Không có buồn nữa nghe. Từ hôm nay không có buồn nữa, không có khóc nữa. Khóc là cảm thấy mừng quá mà khóc. Quá mừng mà khóc á, chứ không có khóc gì đau lòng, tuổi thân gì hết trơn á. Nhớ nè, tuổi thân không có cần tuổi thân, buồn khổ không có cần buồn khổ. Số mệnh như thế nào là gieo nhân là gặp quả, buồn chi trách chi. Thấy không? Nghèo mà đi nhìn người giàu không mà để khổ, mệt ghê. Cầm chiếc xe đạp đi mà cứ nhìn chiếc xe hơi người ta hoài, khổ là như vậy á. Phải chi mà mình thấy chiếc xe đạp mình đi nó thoáng, hưởng được không khí chờ đất ngon lành hơn. Còn xe hơi đi thì bích bùng, xài máy lạnh có khi nó còn có chuyện bệnh hoạn. Nghĩ vậy thì mỗi người ai cũng thích chân, hiểu không? Đó, chứ đừng có bao giờ mình có chiếc xe đạp mà cứ nhìn chiếc xe hơi. Mình đã có vợ rồi mà đi nhìn vợ người ta làm chi? Nhiều người bị bệnh này nè. Bị bệnh là vợ của mình không chịu nhìn ưu điểm đâu. Mà mình nhìn hết rồi cái tự nhiên mình thấy khuyết điểm. Mà vợ người ta cái mình đi nhìn ưu điểm. Cái này mới là tàu lao. Chồng mình thì mình nhìn ưu điểm của chồng mình, vợ người ta thì mình đừng có nhìn, mình nhìn ưu điểm của vợ mình nè. Tuy là nó lùn đi chăng nữa, nó vẫn có ưu điểm của nó. Vì nó là vợ của mình, tại sao mình không cho nó là ưu điểm? Nên chúng ta bỏ nhau chỉ có cái là chúng ta thấy khuyết điểm của nhau thôi à. Chứ nếu như mà mình nhìn ưu điểm của nhau thì mình không có bỏ nhau đâu quý vị à. Sao bỏ nhau được? Hiểu không? À, học pháp nghe sao thích quá. Nên đó, ngồi mà có khi cũng say đắm chứ không giảng đâu nghe quý vị. Có những người thì ngồi nó cũng là say đắm tỉnh táo, nhưng có những người ngồi mà say đắm cũng gọi là ru đi vào mộng đó. À, thật sự mà nói cõi đời này là mộng, thật hư đều là mộng, thiệt giả cũng là mộng, cuối cùng đều là mộng. Cuối cùng đều là mộng hết quý vị à. Nó thí dụ như mà mình nhớ ai vô đầu hoặc mình nhớ thế giới cực lạc đó quý vị, cái mộng quý vị đẹp lắm. Bây giờ quý vị ngồi suy nghĩ nè, bây giờ chúng ta ngủ một giấc ngủ say, chúng ta thấy mình đang đến một chỗ đó đẹp lắm, mình thấy những người đó đều là người dễ thương, người hiền lắm. Rồi người ta đem đồ ăn rồi ra cho mình ăn được, ta nói chuyện rất là dễ thương với mình. Khi quý vị ngủ mơ thôi, gặp cái giấc mộng vậy thôi, quý vị ao ước sao mà giấc mộng này kéo dài, đúng không? Đó là mộng thôi đó nghe, mộng đẹp á, là mình mong cái giấc mộng này nó kéo dài thời gian đi. Ai mà lỡ khiêu mình cái mình nói phá đi giấc mộng đẹp vô cùng, đang bưng dĩa nho Mỹ lên ăn tự nhiên. Cái đó là mộng thôi đó mà lẽ thích đó quý vị. Còn nếu như mình gặp một cái ác mộng, có một người đuổi dượt mình, cầm một con dao dượt mình đâm mình, thì mình mong làm sao ai phá giấc mộng liền giùm cho mình đi, kêu liền đi. Kêu liền đi vì đáng sợ quá. Khi lỡ kêu mình một phát dứt mình vậy, trời ơi mừng quá, đáng sợ quá, thấy không? Đó là ác mộng. Mà giấc mộng đẹp của chúng ta là gì? Mỗi ngày nhớ ai với đào vẫn nhớ cực lạc, mình diễn đạt cái tâm tư mình ra, diễn đạt ra. Thí dụ như bây giờ mình niệm Phật, mình muốn về cực lạc, mình diễn đạt như nè: thế giới cực lạc nghe, muốn ăn có ăn nghe, ở đây thì làm muốn chết mà còn thiếu ăn, cực lạc thì muốn ăn có ăn, muốn bận có bận, ở đây mà kiếm vài bộ đồ hàng hiệu cũng phải cần có tiền dữ lắm mới mua nổi, còn ở thế giới cực lạc muốn bận màu đồ nào là có đồ nấy,
Ôi ơi sao nó đặc biệt dữ vậy. Còn vàng chỗ vàng đây có một cái chỉ mà còn sợ bị người ta giật cái gì. Ở Cực Lạc mà vàng lót ngoài đường cho mình đi. Rồi ở đây mà lâu lâu đi du lịch đó, mà có tiền lắm mua vé máy bay, mà có khi bay mà còn sợ rớt xuống nữa. Còn đi xe thì kẹt xe quá trời, thành phố kẹt xe đúng không quý vị? Còn ở Cực Lạc thì trong một ý niệm mà đi mười phương chư Phật đi cúng dường mà gặp Phật thiệt luôn. Ôi ôi gì đâu mà đặc biệt gì đâu á. Còn hoa thì ở đây thì hoa gì đâu mà có vài cọng hoa, còn ở đó là hoa Mạn Đà La, nhiều loại hoa mà toàn là hoa quý không, của tất cả các thế giới mà đều quy về hoa đó. Mà mỗi buổi sáng là rơ rụng mà gọi là mình bước trên hoa mà đi, rồi lấy giặt áo hứng hoa, mà hoa Cực Lạc là thơm à, thiệt là thơm luôn, đặc biệt lắm. Mình nghĩ cái điều đẹp á, rồi xong mình nói là ở đây mà tắm mà lâu lâu mà được đi sông hơ là cũng ngon. Nhưng mà trời ở thế giới Cực Lạc càng đi sông hơ, nước của người ta gọi là nước bát công đức thủy, ở đây không có loại nước nào gọi là nước bát công đức thủy, gọi là tám loại công đức. Mà cái nguyện của Phật mà ở thế giới Cực Lạc là có loại nước bát công đức thủy. Nước đó nó có đủ tố chất nằm bên trong loại nước đó luôn. Khi bước vào nước đó tắm con người nó nhẹ nhàng, nó im dịu, nó mát mẻ, nó sảng khoái sao á. Cái cảm giác mình phải tưởng tượng vậy đó, mình tưởng tượng nó cũng thấy thích nữa quý vị. Quý vị mới nhớ có những cái mình tưởng tượng mà mình thấy thích lắm, dù nó là mơ đi nhưng mà nó vẫn cảm thấy đẹp trong cuộc đời mình. Nó tưởng tượng là nước gì đâu mà tắm, rồi bước xuống mà tắm nước, muốn nước đến chân thì đến chân, muốn nước đến gối thì đến gối, muốn nước đến vai thì đến vai, muốn nước qua đầu thì qua đầu, mà tắm xong khỏi cần dùng khăn lau. Tại nước đó là những có cái loại nước đó là công đức, nên gọi là tắm lên mình cảm giác là im dịu và mát mẻ, nhưng nó không bao giờ thấm ướt như mình tắm nước ở cõi đời, nên không cần khăn lau. Và tắm xong rồi, thí dụ như nãy mình bận bộ đồ vài, nhưng mình tắm xong rồi tự nhiên nó thành một bộ đồ khác cho mình theo ý thích của mình, tự nhiên đắp vào thân. Đúng không? Đây là sự diễn đạt từ kinh giáo thôi, nhưng cái cảm giác quý vị vẫn thấy thích thú một cái quốc độ gì đâu mà tuyệt gì đâu á. Hiểu không? Còn con người thì tự nhiên á, khi mà sanh ra là từ hoa sen sanh ra, từ trong hoa sen sanh ra. Mà hoa sen nó vừa sanh ra là quang minh phổ chiếu của người, đẹp thiệt là đẹp, gọi là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Chúng ta không diễn đạt được 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp vì mình không có cái tướng tốt và vẻ đẹp đâu, nên mình chỉ cảm thích 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Nhớ, khi cảm thích cái này rồi đó thì quý vị mới thấy rằng ở cái quốc độ này chúng ta sẽ sanh ra là rất nhỏ, và sự sinh trưởng lớn lên từ từ trưởng thành. Và một con đứa con nít còn nhỏ, nó chưa có gì, nó lớn lên nó sanh ra nhiều thứ loại trong cơ thể của nó. Rồi từ từ con người lớn lên và có thời gian đẹp, đẹp rồi cái thời gian bị lão hóa và già đi rồi từ từ đi đến cái chỗ bệnh hoạn, rồi cuối cùng đi đến cái chỗ và chết đi. Còn cái thế giới Cực Lạc thì khi sinh ra người ta 32 tuổi tốt 80 vẻ đẹp, và con người luôn luôn đẹp như vậy và không bao giờ già. Con người luôn luôn trẻ trung không bao giờ già. Quý vị cứ nghĩ đi, trong thí dụ như ở cái căn nhà thế giới Cực Lạc nha quý vị, cái sự an lạc thích thú của thế giới Cực Lạc đó là quý vị ở trong căn nhà của quý vị, thí dụ như có người đi đến chơi thì quý vị biết rằng là nhà quý vị sẽ tự nhiên mấy người đi đến chơi thì hiện ra mấy bảo tọa. Rồi khi người ta về thì từ chén bát bảo tọa tự biến mất hết, trở lại vị trí nhà sạch sẽ gọn gàng hết cho chúng ta. Thích thú chưa? Chứ không phải cần dọn dẹp cái gì, chứ không phải là ăn xong mới dọn dẹp. Bậy, không có dọn dẹp. Có nghĩa là cần ăn là hiện ra ăn, ăn xong rồi tự biến mất. Nó không có một cái gì là chúng ta phải cần dọn dẹp, cần làm cái gì hết trơn á. Và nhà cửa đường phố nó không có bảng hiệu gì cả, vì nó là bình đẳng bảng hiệu cái gì. Còn mình ở đây mình bước ra đường thành phố bảng hiệu đầy, đó là gì? Chánh cạnh nó mới có bảng hiệu. Còn đó có gì đâu mà có bảng hiệu, đâu có bảng hiệu đâu đó. Và xin thưa quý vị, ở thế giới Cực Lạc là chắc chắn là sẽ có là nhà là cung điện với cái sự thị hiện thôi, chứ ngoài ra là nó cả nhà nó cũng không có luôn nữa. Tại vì sao? Cái quốc độ người ta không có mặt trời mặt trăng, mà quốc độ của người ta là sống trong quang minh phổ chiếu. Hiểu không? Căn nhà của mình là giống như một cái thiền định của mình là căn nhà đó.
cái cảnh giới của mình là nó tự tại đến mức mà nó không có một cái gì che chướng hết trơn á. Sự an lạc này không có thể nào đạt được, không có thể nào diễn đạt nổi hết đâu quý vị à. Chỉ có cái người ở thế giới cực lạc mới hưởng được điều này mà cảm thọ được thôi. Thì nghe điều này vì thấy tâm tâm trạng mà nó an lạc. Nó đã nghe thôi mà nó cảm giác an lạc rồi, đúng không? Dùng là mơ mộng đó. Nhưng mà cũng nên mơ mộng cái điều này đi. Tại sao không mơ mộng điều này? À, lại phá tan đi giấc mộng đẹp của người ta. Nói là không có đâu, ông đó là ngụ ngôn, ông diễn đạt như vậy thôi. Chứ làm gì có. Con người này ác lắm. Họ rất là ác. Chỉ có mộng đẹp mà cũng không cho người ta mộng nữa thì quá ác à. Đúng không? Cứ kêu người ta tin là có địa ngục ngạ quỷ súc sanh để cắm rễ vào đó, mà không cho người ta tin thế giới cực lạc đẹp như vậy để cho người ta mơ mộng. Ôi ơi. Đúng không? Thiệt là ác. Các vị nghe Nhật Đức nói điều này vì cảm thấy không thích chí nè. Rõ ràng thích chí mà. Cái chí là cái nghe, nên nghe thích chí là đúng rồi. Đúng không? Cái nghe cảm thọ nó không bằng thích chí đâu quý vị à. Khi cái chí bị nghe mà thích được cái cảm thọ đó, nó tuyệt vời. Cái pháp lạc sanh ra liền, thật sự luôn á. Nghe rồi tự nhiên đau chân mắt tiêu luôn. Hết nóng luôn. Đúng không? Trời ơi, tại sao mà không vậy đi? Bây giờ quý vị cứ nghĩ mình đi về cực lạc rồi mình sẽ gặp nhau nha. Bắt tay kìa. Mừng vô cùng. À, ví dụ như là, ví dụ như là anh Viễn, em mấy anh em đây đúng không? Về cực lạc gặp nhau đúng không? Anh em. Số 1. Về tới đây là số 1 rồi đó nghe. Mấy cô rồi ha, mấy cô rồi ha. Cô ha. Số 1, số 1. Xong mình lúc đó mình đàm đạo nha. Nó hồi đó coi ta bà đúng khổ. Thời gian ngồi nghe pháp nó công nhận nóng nảy thiệt nha. Mà Nhân Đức cũng cảm ơn các vị đã ủng hộ hết mình, vỗ tay được quá trời luôn. Đúng không? À, xong à, các bạn sẽ nói như thế nào? Chúng ta chỉ diễn thôi. Mình à, diễn nhau thôi. À, bây giờ mình đã về tới đây rồi, quá mừng rồi phải không thầy Đức? À lúc đó à, quá mừng thầy Đức. Đúng không? À, lúc đó mình là nam cơ mà. Chứ nó đâu có cách cái chuyện mình nam nữ đó đâu. Nam cơ mà. Lúc đó nói à, ôm cái coi. Nam hả? Nam mà quý vị, là nam, thế giới cực lạc là nam mà. Không có nữ thì chúng ta được quyền bắt tay và ôm nhau mừng vui khi được về thế giới cực lạc. Chứ cảm giác chứ làm sao? Ôi ôi cái cảm giác này nó tuyệt lắm. Quý vị biết rằng là mình sẽ nói câu gì nè. Trời ơi, suy nghĩ rằng bây giờ thầy Đức, thầy coi nè. Cái đầu giúp đó mình có thằng Thông mà vẽ một cái vòng. Mình nhìn vô cái vòng đó mình thấy vô lượng kiếp mình trôi lăn trong lục đạo, làm vợ, làm chồng, làm con, khổ đau trong tam đồ ác đạo đủ hết luôn. Thầy Đức coi kìa, chúng ta vô lượng kiếp phải trôi lăn khổ đau như vậy. Thầy ơi, bây giờ bao nhiêu chúng sanh đang khổ đau như vậy, mình có ngồi yên đây được không thầy? Thì Nhật Đức nói không ngồi yên được. Đúng không? Không ngồi yên được. Đúng không? Bây giờ Nhật Đức bố trí nhân sự. Tại vì mình là lãnh đạo quen rồi quý vị. Đi bố trí nhân sự luôn. Bây giờ chỉ đạo cho, ví dụ như bà Chuyển hay là mấy bà đây. Bây giờ mấy bà quen quen nhau, trưởng đoàn, Chuyển, cô Thư, mấy cô này đồ, rồi dự xưng đồ ha. Bây giờ bố trí mấy bà về phương Tây. Cái địa phương đó nó đang khổ đau mấy bà đó. Có ông thầy, ông giảng pháp, tu tịnh độ đó. Bà lỡ đó bà làm trưởng đoàn dẫn mấy người đi đó đó. Chỉ đạo tại bà cái duyên đó bà làm, bà đi làm duyên đó đi. Hiểu không? Nó rồi đó là coi mấy chú nam đây. À chú này thuyết pháp được, đúng rồi. Lỡ đó thuyết pháp khu vực đó. Thấy không? Chỉ điểm chia điều hết đi. Nhưng mà đặc biệt đặc sắc nhất cái chỗ này, tuyệt vời nhất là chỗ này. Chỗ này nè, phải cần phải nghe nè, là mình vẫn ở cực lạc. Tuyệt vời nhất là mình vẫn ở cực lạc, luôn luôn ở cực lạc. Mình luôn luôn ở cực lạc luôn. Mà mình theo cái nguyện phăng thăng đi đến nơi đó đi độ sanh, mà mình luôn luôn ở cực lạc. Mà cái tuyệt vời vô cùng luôn quý vị. Ở đó quý vị niệm Phật, quý vị giảng sanh theo cái sự thị hiện đó. Và quý vị ở cực lạc là thân quý vị ở cực lạc. Và quý vị cũng cùng đi với Phật A-di-đà làm thánh chúng, đi tiếp dẫn luôn nữa.
Đúng là không thể nghĩ bàn, 100% là như vậy luôn. Quý vị đã về Cực Lạc rồi, quý vị là luôn luôn làm thánh chúng đi tiếp dẫn những chúng sanh mà quý vị với họ có duyên. Nhưng quý vị trong khi quý vị đi về đó, quý vị ở đây quý vị niệm Phật, mà họ là mình là họ, mà lại đi tiếp dẫn nhau. Tuyệt chưa? Đều là tùy hỷ đi tiếp dẫn nhau, có nhân duyên. Nhân duyên nó gọi là câu thông mà. Trời ơi, cái quốc độ gì đâu mà nó đặc biệt gì đâu quý vị ơi. Tuyệt quá. Nghe gì rồi quý vị thấy không? Bây giờ mình khổ cái gì nữa bây giờ? Không còn khổ gì nữa chứ á. Bây giờ về chồng đá hứ hứ cho chân nữa. Tôi nói là đá hứ hứ bánh bạch bạch luôn. Sao chứ? Không làm sao cũng được chứ á. Được rồi, tôi chấp nhận hết ông ơi. Tôi bây giờ có chỗ đi về. Về Cực Lạc ngon quá. Nhớ nghe, nó có mục tiêu của niềm vui, nó chịu khổ được hết. Nó có mục tiêu của niềm vui là nó chịu khổ được hết hoàn toàn luôn. Chỉ có cái là nó bế tắc thôi. Nó bế tắc mà mình đi, càng đi thì càng tắc. Nên mình thê thảm đến mức ngồi đâu cũng. Xấu xí, nó kỳ cục, nó ghê quý vị. Ví dụ như người đã xấu rồi ha, mà bình thường gì thì không đến nỗi xấu đúng không? Mà tự nhiên quý vị bây giờ nhìn đến Đức diễn đạt mà quý vị là đừng có làm cái điều này nữa. Đừng có đi buồn, đừng có khổ chi quý vị. Ví dụ như quý vị gặp nhau, A Di Đà Phật, à, chào chị, chào chị, chào anh nghe, chào anh. Chẳng có được đúng không? Hơn là quý vị gặp, chào anh. Chi vậy? Nó có được lợi ích gì đâu, thấy không? Rồi miếu mó kỳ cục. Chi vậy? Nó không có được lợi ích gì hết chứ á. Mình khổ đã khổ rồi, mình làm gì cũng không ai cho mình gì đâu. Khổ chi chi cho nó mệt đi nữa. Nghỉ đi, dứt đi. Khổ nữa, mệt quá. Hoài làm gì, thấy không? Con hiếu cũng được, con bắt hiếu cũng được, chồng thương cũng được, chồng ghét cũng được, vợ thương cũng được mà vợ bỏ cũng được. Mình bây giờ muốn về Cực Lạc hiểu không? Không phải là mình đá đổ mà là do vì mình chấp nhận á. Mình đang sống mà mình phải chấp nhận chứ sao bây giờ? Chứ đâu phải những đứa kia quý vị đá đổ đâu, mà những đứa kia quý vị là chấp nhận cái hoàn cảnh đó đi. Chứ đừng có bê tha, đừng có tức tối, đừng có chửi rủa, hoặc đừng có đi biêu riêu nó. Đừng có đi mà gọi là đầu này đầu kia nói nó làm gì. Đừng có nói nữa. Đừng có đi đầu này đầu kia nói chồng tôi gì, chồng tôi nọ, vợ tôi gì, vợ tôi nọ, con tôi gì, con tôi nọ. Đừng có nói nữa. Mà kêu quý vị là chấp nhận đi, để có muốn đi về Cực Lạc. Chứ đừng có đi kêu riêu họ làm chi. Hiểu chưa? Kêu riêu họ làm gì. Ôi cái điều học tập này đúng là mê luôn á nghe. Quý vị giải tỏa biết nhiêu tâm tư mình chưa quý vị? Chỗ này chắc giống như ai cũng mê ha. Mà nó bắt đầu từ niệm Phật nó mới vui, và nó khỏe, trẻ thì chắc chắn là sống thọ. Vậy sao? Mà quý vị thấy xác thực là chính bản thân Nhận Đức, quý vị thấy bây giờ Nhận Đức còn trẻ 10 năm về trước mà. Đó. Coi lại rõ ràng luôn ha. Bữa đó có cái thầy đó lấy công đoạn mà 2014 Nhận Đức nói chuyện ở chùa đó Nhận Đức ở. Thấy rõ ràng già mà. Mà quý vị thấy tâm quyết hồi đó của Nhân Đức nó cũng cao lắm chứ nó không phải yếu đâu nghe. Tâm quyết nó cũng mạnh lắm á. Thời đó tâm quyết đã mạnh. Nên từ nơi đó mà người mà biết niệm Phật rồi mình thường nhớ Phật, niệm Phật nhớ Cực Lạc thì mình thường vui lắm. Mà cái niềm vui đó đó nghe nó trị bệnh đó. Niềm vui trị bệnh đó. Con người mà vui rồi đó, bệnh tình nó tự hết.
Nên chùa mình nhiều người hỏi sao nuôi được nhiều người già, họ nhờ niệm Phật, họ lễ Phật mỗi ngày. Nếu như chùa mình á mà không có phương pháp niệm Phật lễ Phật này thì không có nuôi người già được đâu. Vì biết rằng ngoài cái phương pháp niệm Phật lễ Phật để áp dụng nuôi người già nghe, quý vị sẽ không dùng phương pháp khác được khi nuôi người già. Dù nó có được thì cũng là mỗi ngày sống lơ rơ dơ thôi, chứ nó không có áp dụng được cái phương pháp đó cả đời để mà nuôi dưỡng cái thiện duyên của cụ giảng sanh. Cái này 100% luôn. Tại vì chính những đức nuôi cái cụ già, đức thấy rất rõ ràng là các cụ mình nhờ nhớ Phật, niệm Phật và thường lễ Phật một ngày 4 thờ, nên tuy già mà mắt sáng, lỗ tai nghe rõ ràng và tâm trí minh mẫn đa phần. Chỉ có 1-2 cụ là đến trễ quá, đến ở chùa trễ quá thì các cụ hơi tệ một chút, chứ đa phần các cụ trong chùa mình, các điểm chùa mình. Nên quý vị biết rằng cái lượng người mà để chăm các cụ yếu thì ít quá. Nếu như chùa mình mà với số lượng các cụ già này đông gì mà bệnh đau không ai mà chăm nổi, không ai chăm nổi đâu. Mà cũng cái người mà phát tâm chăm các cụ già yếu ít lắm, ít. Nên những đức nói 100% là niệm Phật và vui khỏe trẻ sống thọ là chắc chắn. Mà đa phần các cụ mình sống thọ, sống thọ lắm, đây là thấy rõ ràng mà. Nên nhiều người nhà giàu người ta không biết niệm Phật, người ta đi khám định kỳ suốt. Nếu như mà người ta biết niệm Phật áp dụng vô thì khám thì khám, nhưng mà cứ niệm Phật đi, nó lợi ích rất là lớn cho quý vị khi cuối đời quý vị có một điểm hướng về. Còn nếu không thì mình có tiền nhiều, chứ mà khi cận tử nghiệp mình gần chết mình sẽ rất sợ chết. Đa phần là chúng ta không biết tu, chúng ta rất là sợ chết, chúng ta không muốn chết. Chúng ta nghĩ rằng của cải của mình đang còn nhiều quá, mình không muốn chết. Và tự nhiên chúng ta cứ thấy cái cõi đời này nó đang rất là đẹp, chúng ta thật sự là chưa muốn đi. Dù là mình lớn tuổi mà mình cũng chưa có muốn đi nữa. Nhưng mà cái chưa muốn đi nhưng mà nó cũng phải đi. Mà nó đi thì đa phần là đi đỏ không à. Tại vì mình không có muốn đi. Mà khi cận tử nghiệp là mình lôi kéo sự sống, mình lôi kéo sự sống và mình cứ gượng gạo để muốn phải sống. Nhưng mà cái sự vô thường thì nó phải đến với mình. Nên những cái thứ này nó lôi kéo, nó dằn vặt qua lại nhau, nó dằn vặt qua lại nhau. Nhưng mà cái tự thần là chắc chắn phải mạnh hơn mình. Tại vì đây là cái nghiệp duyên đến lúc mình phải chết, nên người ta phải đến, người ta bắt mình. Mà người ta đến, người ta bắt mình đi thì mình làm sao chống trả được. Nên nhiều người nhà giàu thật sự là người ta không có muốn cái chết đến với người ta. Nên người ta khi mà cặn tử nghiệp, người ta ưa dùng dằn mạnh với lắm, đối với tử thần, đối với nghiệp duyên và đối với ngu đầu mã diện. Nhưng mà không có làm được với người ta. Tại vì cái số phận của bạn đến lúc này bạn phải đi thì bạn phải đi. Nên những đức nói rằng quý vị niệm Phật vẫn là rất là tốt, vì khi cuối cùng quý vị sẽ thấy rằng là tất cả những người xung quanh của mình không có ai mà là giúp mình được hết chứ. Không có ai giúp mình được chứ, người ta chỉ giúp lúc mà mình cần ăn cơm và cần bận đồ, cần tắm. Thì những điều này người ta giúp cho mình được, và những phương tiện trong cuộc sống thì có thể chúng ta thương nhau và có thể giúp cho nhau được những điều này. Nhưng mà cái việc mà khi cận tử nghiệp của chúng ta là, xin thưa quý vị, dù có thân cỡ nào, thương cỡ nào, nhưng quý vị chỉ có trơ mắt nhìn người thân mình lặng lượt ra đi, không có giải quyết được vấn đề. Cái này là 100%. Nên nếu như mà quý vị có một cái pháp tu thì điều này nó quý cho quý vị vô cùng. Vì cái pháp tu nó giúp cho quý vị có một phương hướng, có một con đường, để khi cuối cuộc đời của người mình nó phải có một cái phương hướng gì để nương tựa. Mà lúc nó vật vã nhất, lúc mà nó chớ vớ nhất, chúng ta thường là khi không biết tu mình thường nói rằng là dù cỡ nào cũng giúp nhau hết lòng hết dạ, dù cỡ nào tôi cũng ở bên anh, bên em, không bao giờ xa cách nhau. Những lời nói này thật sự quý vị, nó là một lời nói khích lệ, một lời nói mà cảm giác như chúng ta cảm thấy ấm áp khi chúng ta còn sống, còn khỏe thôi. Chứ thật sự mà nói thì khi cận tử nghiệp thì không có cái lý tưởng gì những điều đó đâu. Tại vì mình tìm từng hơi thở để sống, nhưng mà họ không phụ mình được một hơi thở nào. Khi mình lúc mà sắp sửa đứt hơi thì thật sự
cặp mắt mình nhìn tất cả người thân xung quanh, mình không muốn đi đâu, không muốn xa họ đâu, nhưng mà tất cả những cái hình ảnh nó đặt vào tâm thức của mình. Rồi lúc đó mình ra đi là mình theo cái định luật nghiệp quả. Mà đa phần là mình dính mắc những cái nghiệp duyên nào, thì quý vị biết rằng là những cái nghiệp duyên nó sẽ dẫn dắt mình, nó sẽ hiện ra, nó hiện ra những cái mà mình đang cần, đang thích, đang muốn, nó hiện ra trước mặt mình hết chứ. Nên cái cô kia cô nói rằng chồng của cậu chuyên quýnh bài, khi ổng gần chết ổng thấy người ta đến quýnh bài với ổng đông vô cùng luôn. Ổng nói quá trời ơi, sao mà lại quýnh bài đông dữ gì, thôi tôi không quýnh bài đâu, tôi mệt quá tôi không quýnh bài nữa đâu. Mà nó lỡ nó xè bài trước mặt ổng quýnh bài quá trời luôn. Còn khi vợ ổng niệm Phật thì ổng nói rằng không biết làm sao nó lấy trống nó đập vô lỗ tai quá trời luôn, cầm cái trống nó đập bon 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 vô lỗ tai quá đập rồi, kêu nó đừng có đập, nó chịu không có nổi đâu. Nó lấy trống nó đập vô lỗ tai tôi, nó đánh trống bình vô lỗ tai, không cho nghe có Phật hiệu nghe. Tại vì sao? Lúc quý vị còn sống quý vị đâu có nương đến ai với đạo Phật đâu. Còn người vợ cũng đặc biệt, nghe những đức giảng người vợ nói rằng là nè anh nghe em không, đừng có quan tâm cái trống, đừng quan tâm người quýnh bài, niệm Phật theo em nè, niệm Phật theo em nè. Thì nhờ thiện chí thức nói vậy nên những đức nói với vị nghe là lúc cặn tử nghiệp chỉ có cái câu đó thôi, khi người ta bắn loạn chỉ có cái câu đó thôi, nè nghe em nè, niệm Phật đi, niệm Phật với em nè, đừng có quan tâm cái gì hết, đừng có quan trọng cái gì, đừng có để ý theo cái gì, cứ niệm Phật theo em nè, niệm Phật theo em nè. Mà cả Hòa Thượng Tịnh Không ngày cũng khai thị là niệm Phật theo mình, cứ kêu niệm Phật theo à, đừng có nói gì nhiều, nói là sẽ loạn tâm, đừng có nói nhiều, cứ kêu niệm Phật theo mình, đừng quan tâm những cảnh vật xung quanh. Tại vì lúc mà mình còn sống mình sẽ tâm thức đến chỗ nào nó sẽ hiện cảnh ra chỗ đó. Mà nó không phải cái bên ngoài, mà nó là từ trong tâm mình đi ra mà, thì nó phải phát xuất từ tâm mình có Phật hiệu. Nên chúng ta mỗi ngày quý vị ơi, trong cái cuộc sống này chúng ta làm ra tiền chúng ta có thể giàu đó, nhưng mà khi cặn tử nghiệp cuộc đời chúng ta thê thảm lắm. Tại sao chúng ta còn trẻ gì, những người còn nhỏ tuổi này sao không gầy dựng đi? Tại vì mình có thể sống ngoài đời nhưng mà mình nên gầy dựng cái việc tu đi. Tại vì cái tu đó nó sẽ theo mình, nó theo mình mãi mãi à. Thí dụ như nếu như mà mình bị dịch bệnh đi, người ta đem cách ly mình đi, mình vẫn là ở trong cái vị trí cách ly, mình khác cái người không tu. Tại vì mình có câu Phật hiệu, dù mình ở vị trí cách ly mình vẫn niệm Phật, mình vẫn cảm thấy rằng là mình an tâm. Mà quý vị biết rằng quý vị ở trong vị trí cách ly, quý vị vẫn giúp người ra trong đó luôn, vì người ta thấy quý vị bình tĩnh quá, mà thấy quý vị dù là bệnh giống người ta mà quý vị rất khỏe, rất vui, người ta sẽ lỡ hỏi gì sao anh hay chị được vui được khỏe gì, nói là tôi nhờ nghe thầy giảng niệm Phật nên tôi mới được gì. Hiểu chưa? Mình sẽ giúp được một số người rất là đông ở trong vị trí cách ly luôn. Còn nếu không là họ chỉ là, quý vị biết, họ vô vị trí cách ly luôn, họ vẫn bấm điện thoại, họ vẫn bấm điện thoại, họ vẫn làm lộn xộn lu bu trong đó chứ. Nên họ trong cách ly họ không hết mà họ nặng thiệt. Tại vì cái tâm trạng họ bị loạn đi quý vị, mà nhiều người nói đủ thứ chuyện nên làm loạn tâm trí. Nên những đức nói rằng cho quý vị nghe, bệnh không phải là đáng sợ đâu, mà cái đáng sợ nhất là loạn tâm trí. Cái đáng sợ nhất là chúng ta sắp chết rồi mà chúng ta quá nhiều thứ lo âu trong cái cuộc đời này. Mà thật sự trong cuộc đời này mình có lo âu hoài, lo cũng sống. Cái này là cái xác thực, quý vị hãy bình tĩnh mà suy nghĩ đi. Trong cái cuộc đời chúng ta đã rất nhiều thứ chúng ta đã lo âu, mà thật sự lo không có xong. Quý vị hỏi những đức gì, thầy tại sao là thầy làm được nhiều chuyện gì? Những đức không có nặng nề. Cái này là thật lòng 100%. Những đức không có nặng nề. Những đức rất là thương chúng, thật sự mà nói nghe. Mình càng tu rồi, mình tự nhiên mình thương nhau lắm quý vị. Thật lòng là mình rất là thương nhau nghe. Nên quý vị biết những đức á, một ngày của những đức á, chỉ cần vừa nghĩ ra cái câu gì hay đó thôi, vừa nghĩ cái câu gì hay cái là tự nhiên lôi máy quay phim ra giảng à. À, xiên đến mức vậy đó. Quý vị thấy những buổi chia sẻ như đức sao mà nó nhiều vậy? Vừa câu gì hay là những đức lôi máy quay phim qua giảng liền. Vì sao? Vì những đức sợ thời gian sẽ trôi qua, cái ấn tượng của cái câu đó nó không có còn lưu trữ đặc sắc như mà mình hiện tại giảng liền. Nếu để tới chiều thì cái cảm xúc đó nó không còn nữa. Nên lôi ra liền, vừa thấy câu đó hay, vừa nghĩ cái đó hay, như những đứa học Bác Hồ đó. Bác Hồ nửa đêm ngủ mà thấy cái nghe cái gì mà nghĩ cái gì mà hay là Bác Hồ bật đèn lên ghi lại liền, chứ không có để cho tới sáng, sợ quên. Nên những đức bây giờ có mấy người viên khỏi ghi như bác cực, giảng liền luôn. Giảng câu đó 10 phút 15 phút cũng giảng nữa. Đó là cái cảm xúc quý vị, cái sự lợi ích cho người ta liền, nên phải giảng liền. Đó, giống như bữa đó những đức chia sẻ cho quý vị nghe mà cái bài giảng mà đi về chùa, dù là Phật tử với Phật tử nhau nhưng đừng dội vàng dễ tin. Tại vì sao mình có thể nghi cái người ta không tu?
Nhưng mà lạ thấy cái người mà tu bên cạnh mình lại khó nghi. Tại mình cứ nghĩ rằng là người tu ai cũng là chân thật. Chưa chắc. Đâu phải ai cũng chân thật hết đâu. Nên chúng ta được quyền chơi với nhau, nhưng dính tới vật chất thì hãy suy nghĩ cho thật là kỹ. Nếu đã đưa ra thì đừng bao giờ suy nghĩ người ta trả mình. Nếu như mà nghĩ người ta trả mình mà đưa ra người ta không trả, chúng ta sẽ hụt hẳn thì sao? Nếu như mình tin nhân quả hoàn toàn, những gì quý vị giúp được thì quý vị cứ giúp đi. Thì quý vị đừng suy nghĩ gì hết. Nếu người ta không trả cũng được mà trả cũng được thì quý vị cứ làm đi. Còn nếu như quý vị đưa ra mà bằng cái sự lo âu, sợ hãi, giấu chồng, giấu vợ thì quý vị hãy suy nghĩ cho thật là kỹ. Nếu không xảy ra vấn đề gia đình của mình lộn xộn. Hiểu không? Nhớ nghe. Đó. Nên tất cả những cái gì chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này và giúp nhau, bất cứ một cái gì đều là do nhân do quả hết. Nhưng mà sợ chúng ta không sâu sắc và định lực nhân quả đó. Có một cái cô này, cô đi đến chùa. Xong rồi cũng có một cái chú này cũng đi đến chùa. Rồi xong rồi chú này cũng đến đảnh lễ được 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Rồi sau gặp nhau lại trong cái chùa mình đây, 2000 lại, cái thấy chú này cũng lại 2000 lại. Thấy lại trai thanh niên mà lại 2000 lại, thấy cũng dễ thương ghê. Cái nói chuyện đùa qua lại nhau cái. Nói chuyện từ từ cái tự nhiên cái chú này ông nhờ cô này, ông nói ông cũng khó khăn. Nhờ chú này mượn tiền bạc giùm. À, thấy cũng là đi lễ Quan Âm vậy, thôi cho đi mượn giùm cho người ta. Tự nhiên tầm bậy mượn giùm cho người ta cái người ta nghỉ trả. Bậy ghê không? Nên nhà Đức nói mình đừng có dạy cái chuyện đó. Mình nhớ kỹ nè. Từ khi mình biết với nhau thời gian lâu lắm, mình hiểu nhau lắm, việc này không có gì đâu. Hiểu không? Hiểu nhau lâu lắm. Mà cả hiểu nhau lâu đi chăng nữa, quý vị hãy tự dè dặt về những việc đó. Nếu gặp phải mà đừng hụt hẳn thì không sao. Sợ quý vị hụt hẳn. Và đồng tiền có khi không phải là của mình. Đã là mình không có tiền, mình đi mượn của người ta để đưa cho người khác làm gì à? Tự nhiên mình đi gánh cái nợ tầm bậy. Cái này là mình nên thông minh chút đó nghe. Mình là người tu nên thông minh. Từ bi phải thông minh chứ, từ bi phải đúng chỗ. Từ bi mà giữ cá nhân một người nên suy nghĩ kỹ lại. Hiểu không? Nó, thí dụ như bản thân những đức đi ở trong chùa, nó là một cái mô hình lớn. Thí dụ như một người này, người ta bầu bì vì người ta khổ quá, người ta quá khổ rồi. Dù họ có gạt những đức cũng cho tiền họ đi đẻ được nữa. Chuyện này không có thành vấn đề. Chuyện nhỏ. Người ta bầu bì, người ta khổ quá, người ta mới đến, người ta nhờ mình. Mình giúp được thì mình giúp, cái chuyện không có gì chứ á. Hiểu không? Cái chuyện đây là cái chuyện mà những đức nhận thức được mới sao chứ. Không có quan tâm thật hay giả trong đó. Đã là người ta bầu bì là thấy tội nghiệp rồi. Với những đức mà thấy phụ nữ mà người ta bồng đứa con mà đi nghiêu ngao ốm ho gầy mòn, những đức có cần thiết người ta thật hay giả trong đó? Những đức chỉ cần nhìn vậy thôi là những đức thấy tội nghiệp rồi. Mình là đàn ông, mình là đàn ông, mình nhìn phụ nữ như vậy là mình thấy thương đó rồi. Nên mình không có quan trọng gì quá nữa, không có suy nghĩ đến nhiều. Nó thật giả gì kệ người ta. Chỉ nhìn người ta vậy là thấy biết người ta đã khổ rồi, người ta mới vậy. Hoặc là người ta mà kiểu mà chồng người ta mắc đồ, người ta lo cho con cái, là mình thấy tội nghiệp người ta rồi. Thấy nhìn cái tình cảnh vậy, mình là đàn ông cái gì nó cũng mạnh mẽ, nó đỡ người phụ nữ. Nên mình là người đàn ông mình phải có tâm gì. Chứ mình là đàn ông mà mình thấy phụ nữ người ta nhẹ dạ dễ dụ, mình gạt người ta, mình lấy tiền bạc người ta, mình làm gì con người mình nó rất là hèn. Trong cái cuộc đời mình sống vậy nó không có đắc dung thăng. Sống vậy nó rất là hèn, nó thật lòng luôn á. Nên mình là người đàn ông mà mình lo được cho người phụ nữ là mình thấy mình vui. Tại mình là đàn ông mà, là điểm nương tựa mà, mình lo cho giúp cho người ta. Còn mình không giúp được thì từ khi là người ta hỗ trợ mình cái gì đó là cái tấm lòng người ta thôi. Chứ mình nói mình có tâm mình gạt người ta là điều này mình không có đúng chút nào. Nên người ta nói bằng cùng sanh đạo thật. Nhưng mà mình bằng cùng cũng nên học Phật Pháp, chứ đừng sanh đạo thật chứ. Bằng cùng học Phật Pháp nó hay hơn chứ, có cơ hội cao hơn nhiều lắm á. Những đức cũng là cái dạng bằng cùng học Phật Pháp nè. Quý vị coi năm 29 tuổi của những đức có gì đâu mà không bằng cùng. Người ta 29 tuổi khi người ta có sự nghiệp, những đức không có gì chứ. Quý vị xin thưa quý vị, những đức không có mọi mặt luôn, đừng nói chi một mặt nào mất công đi. Tiền những đức không có nè, tướng tá thì cũng không đẹp trai nè, rồi ăn nhậu nữa, hư hỏng nữa. Đó. Quý vị biết sống trên thành phố mà vậy, quý vị biết nghĩ sao chưa?
rất là khổ. Nên từ nơi đó mình nói mình là bằng cùng nè, hết đường tiếp nhận Phật pháp. Hồi xưa quan niệm như Đức đi học Phật nghĩ là tiêu, học Phật là tiêu, không còn cái gì nữa chứ, tiêu. Nên buông xuống hết luôn đi học Phật. Nhờ vậy đó mà học Phật có kết quả nhá. Nên mỗi một người mình đừng bao giờ thất vọng. Mình thất vọng mình sẽ không có hy vọng. Con người còn sống là còn hy vọng. Chúng ta không có cái gì thất vọng, dù mắt sạch hết chúng ta cũng còn hy vọng vì mình còn sống. Còn sống là còn hy vọng. Nhìn cái chàng trai mà nhận chàng ở bên Bảo Tháp, chàng bị thất tình, mà chàng là công an á, nghe nói làm công an đó, mà bị hụt hẳn khi yêu một người, chàng yêu hết lòng, xong tất cả tiền bạc của chàng có được, chàng đem đưa cô gái hết, để chờ ngày hai người làm đám cưới. Cô gái này bỏ chàng, chàng bị thất vọng, kinh lắm quý vị ơi, nhìn kinh khủng lắm. Chắc chắn rằng là cái ngành công an là người ta tướng tá không có xấu đâu, nhưng mà chàng bây giờ đến mức mà đúng là người sống như đã chết. Đến cái mức mà tiều tụy, mà đúng rõ ràng khi có người ta ốm xuống vì người ta gồm xuống. Ví dụ trung bình mình thẳng người mà ốm nó gồm xuống như nè, nó gồm người xuống như vậy. Ôi nhìn nó thê thảm vô cùng luôn. Cái lần mới vô Nhà Đức gặp, Nhà Đức nói một câu nè: người ta bỏ mình rồi, bây giờ anh gì thì người ta cũng không trở lại với anh đâu, tại sao anh không đứng thẳng người, anh sống tiếp tục cho nó đặc biệt. Mình còn trẻ mà, mất đi còn tạo lại cơ hội khác chứ. Không lẽ anh nghĩ trong cuộc đời này chỉ có một người phụ nữ đó sao? Nhưng mà tâm trí họ nó bích lấp, nó không có tiếp nhận được, bích lấp rồi. Giống như mình bị thất vọng, giống mình từ trên một núi, một ngọn núi cao mình rớt xuống, cái sự hụt hẳn nó ghê lắm. Con người ta thất bại thường là cái gì biết không? Thường té xuống người ta nghĩ rằng leo lên thời gian lâu quá, trong cái sự cực khổ quá mới leo lên được một đoạn đường. Nhưng mà bây giờ rớt xuống mà bắt người ta leo lên lại, người ta nghĩ không, tôi không còn một cơ hội gì nữa chứ. Không phải đâu, sự bắt đầu là sự thành công của mỗi một con người. Đừng bao giờ bỏ đi cái bắt đầu lại. Nhớ. Có những khi trong cuộc đời chúng ta gặp bao nhiêu sự khổ đau trong cuộc đời, có thể bị người ta ruồng bỏ hết luôn, nhưng tại sao bạn không bắt đầu lại? Bạn bắt đầu lại có khi nó còn hơn cái khởi đầu ngày xưa của bạn nữa. Tại vì cái khởi đầu ngày xưa của bạn nó đã đi vào con đường tiêu cực. Bạn có chồng, bạn có vợ, bạn có con, bạn khổ vì một gia đình, nó đi vào tiêu cực của cuộc đời bạn đó. Hôm nay nó ruồng bỏ bạn, nó bỏ bạn sạch hết luôn. Tại sao bạn không suy nghĩ rằng mình bắt đầu lại, biết đâu mình còn hơn ngày xưa của khởi đầu thì sao? Đúng không? Nghe thấy mình có hy vọng hết đúng không? Ai mình thấy mình cũng có hy vọng nhé. Người đang đương thờ thì thấy ô như vậy là mình có một con đường càng cao hơn nữa. Còn người đang bị tụt dốc thì mình thấy mình nên bắt đầu lại của bước đi mới. Nó sẽ rất là hay. Đừng bao giờ cho rằng tôi 60 tuổi, 50 tuổi, 70 tuổi tôi không còn cơ hội để bắt đầu. Không, Phật pháp luôn luôn cho bạn cơ hội. Bạn hãy bắt đầu lại, bắt nguồn lại từ đầu đi. Có một người này gặp Niệm Đức nói một câu rằng: thầy ơi, cái đồng tiền con kiếm được là con tội nghiệp nhiều lắm thầy, quá trời là nghiệp quả luôn. Bây giờ con nghe thầy giảng con thấy kinh khủng quá. Đồng tiền con hoàn toàn là tạo tội nghiệp, là lừa gạt, làm bao nhiêu thủ đoạn để có đồng tiền này. Bây giờ thầy ơi, con sẽ suy nghĩ rằng là đồng tiền này con sẽ bị người ta lật đổ đó thầy. Con sẽ bị người ta lật đổ đó, và con sẽ mất trắng hết, mà có khi con còn bị những cái sự xử phạt con khổ nữa chứ. Bây giờ con phải làm sao thầy? Những đức nói khôn nhất là bây giờ lấy tất cả những cái nghiệp quả đó đổi lại thì tự nhiên sẽ thấy an lạc. Đổi lại. Bây giờ lo âu và sợ hãi đó nó sẽ đến với mình, tại sao mình không đổi lại? Đổi cái gì thầy? Đổi qua phước báo công đức. Tại vì ngày xưa mình không biết cái đó đều là tội lỗi mình đã làm sai. Sự làm sai đó là sự mù quáng không biết. Sự mù quáng không biết. Còn bây giờ là chúng ta có định hướng rồi. Chúng ta có định hướng rồi thì chúng ta đã biết đó là tội lỗi. Thì bây giờ cơ hội lấy cái điều tạo tội lỗi này, nó chỉ là nhân quả thôi.
chúng ta lấy cái điều mà chúng ta đã từng tạo tội lỗi đổi lại. Thí dụ trong nhà Phật vẫn có câu, nếu như bạn đi làm gái, bạn đi làm những điều trộm cướp, đi tham lam, đi giật đồ mà bạn đem vô bạn cúng dường, nếu bạn là người Phật tử đã biết tu mà bạn làm điều đó và đem vô cúng dường, điều này Phật không chấp nhận của cúng dường đó, hiểu không? Nhưng mà bạn ngày xưa bạn đã từng làm gái, bạn từng gạt người, bạn từng làm những điều tội lỗi là bạn không biết Phật pháp, bạn không phải mang danh nghĩa là người Phật tử, bạn không biết Phật pháp nên bạn làm rất nhiều điều tội lỗi đó. Bạn đã có được số tiền rất là lớn, nhưng bây giờ bạn nghe Phật pháp, bạn biết cái điều đó là tội lỗi cuộc đời của bạn đã gây ra bao nhiêu sự tan tác của gia đình và mọi người. Bạn đã có được đồng tiền đó, hôm nay bạn lấy đồng tiền đó, bạn sám hối bằng cách là bạn dùng đồng tiền đó bạn làm những việc thiện, việc tốt, ý nghĩa trong cuộc đời, thì đó là điều thật sự bạn sám hối. Phật sẽ tiếp nhận đồng tiền đó, Phật sẽ tiếp nhận đồng tiền đó. Vì đồng tiền đó của bạn là ngày xưa bạn không hiểu, đồng tiền là vật vô chi, tâm hiểu là đúng, tâm không hiểu là sai. Thì bạn dùng cái tâm hiểu để làm đồng tiền đó. Còn bây giờ tâm bạn đã hiểu, bạn đi làm đồng tiền đó đi cúng dường Tam Bảo, thì đó là điều Phật không chấp nhận. Vì Phật không muốn bạn làm điều sai quấy đó, mà Phật muốn bạn phải tu, bạn sống tốt thôi. Phật không lẽ đi kêu bạn đi làm điều bậy để đem tiền đưa cho Phật. Nên từ nơi đó mà những điều mình học Phật, bản thân mỗi con người chúng ta phải hiểu cái nguyên lý của Phật pháp, đúng không? Rất là đặc biệt luôn quý vị à. Nên người đó hỏi Nhân Đức là con rất bất an, làm sao con phải an tâm? Xả những thứ đó ra thì tức khắc nó sẽ an. Những thứ đó là những thứ làm cho cô bất an, chú bất an. Tại vì sao? Vì đó là cái bất an là từ tội nghiệp bất an. Nó giống như có một người này khi mà còn ngoài đời làm ăn và thưa kiện, khi thưa kiện thì thắng kiện, nhưng mà người kia người ta tức tối quá khi người ta bị thua, hai người tự tử chết. Sau này ông học Phật, ông biết đó là tội lỗi, ông gặp ngay Pháp Môn niệm Phật, ông chân thật ông niệm Phật luôn, ông siêng năng niệm Phật dữ lắm. Quý vị biết rằng là một buổi trưa nọ ông đang ngủ trưa thì thấy rõ ràng là hai cái linh hồn đã đến, mà trong cái giấc ngủ của ông tỉnh táo vô cùng, đúng là người niệm Phật hay thiệt, tỉnh táo. Trong cái giấc ngủ ông thấy hai người đó đến, ông nói vậy nè, tới rồi, tới rồi. Vừa bước đến thì ông hỏi rằng hai người đến tìm tôi để làm gì, hai người muốn báo thù hay gì? Nói không, tôi đến để cầu người siêu độ giùm cho tôi. Chắc chắn là công phu người này phải đặc biệt lắm, không giỡn đâu nghe. Thì cái vị này nói rằng tôi không biết siêu độ, làm cách gì để siêu độ. Thì những linh hồn kia nói rằng chỉ cần chấp nhận, chấp nhận siêu độ là được, chấp nhận là được, được không? Được tốt, vậy thì chấp nhận. Vừa nói câu chấp nhận thì ông thấy hai linh hồn rõ ràng nhảy lên vai ông thăng. Cái công đức niệm Phật ông lớn cỡ nào chưa quý vị? Công đức niệm Phật lớn cỡ nào chưa? Đó. Thì quý vị coi như bà la môn nữ, bà niệm Phật một ngày một đêm mà mẹ bà ở trong địa ngục mà thoát khỏi địa ngục, quý vị nghĩ sao? Một ngày một đêm bà niệm Phật mà nhập cảnh ra Bồ Tát luôn, là Bồ Tát luôn á. Hình như là niệm danh hiệu Đức Phật Giác Hoa Tự Tại Dương Như Lai, phải không? Đó. Rõ ràng vì thấy không, nguyện của Phật không có khác. Bạn chỉ cần nương vào cái nguyện của Phật bằng niệm Phật là bạn sẽ có sự lợi ích cực kỳ lớn luôn. Không chỉ là bổ nguyện Di Đà, bổ nguyện Di Đà đã phát rõ ràng mà. Nên mỗi một con người khổ nhất trong cái cuộc đời này, chúng ta gặp Phật pháp là thật sự chúng ta có cơ hội. Chúng ta gặp Phật pháp là chắc chắn là chúng ta có cơ hội. Nên mỗi người chúng ta mừng, thiệt là mừng. Bây giờ dù chúng ta còn trẻ, chúng ta đừng nên dội vàng nói câu rằng mình còn trẻ quá, còn trẻ quá, từ từ học Phật. Đừng nên dùng câu đó. Dù một đứa con nít đi chăng nữa cũng nên học Phật nữa, cũng nên niệm Phật nữa. Tại vì cuộc đời của đứa bé này không có biết chừng nào vô thường đến với nó đâu. Những đứa đi bên kia qua, đứa thấy mấy đứa nhỏ nhỏ nó gặp, nó chắp tay, nó xá xá xá.
nhiều đứa nhỏ nít xíu bằng áo chàng, mình nói công nhận con ai mà thiện căn nhân duyên thù thắng chứ. Chỉ cần trong lòng mình nghĩ như vậy thôi thì đứa bé này phước nó lớn cỡ nào chứ. À, bây giờ ông thầy ông chia sẻ Phật pháp cho bao nhiêu người nghe, ông đi ngang ông chỉ nhìn ông nói tiếng trong lòng ông thôi, hoặc là vô cùng quan hỷ đi ngang nựng mặt nó cái thôi, đứa bé nhỏ này thôi là quý vị biết cái duyên phước nó lớn cỡ nào chứ. Tại vì trong lòng cái người đó hướng dẫn bao nhiêu con người mà người ta quan hỷ một đứa con nít đó đó, thì cái duyên phước nó tăng lên lớn cỡ nào cho quý vị. Con đứa con nít mà nó như vậy là điều quá quý rồi. Nói quý vị coi nói chuyện sao không biết, nhưng mà cái đứa con nít mà nó còn ngồi nghe, mà quý vị biết rằng nó thích mình như cái lớp đạo làm con như đức hướng dẫn. Mà quý vị biết mỗi tuần á, những đức mà chia sẻ Phật pháp xong phóng sanh sau con nít á, nó chạy lên nó ôm chân ôm tay những đức, quý vị biết cỡ nào chưa. Nó quý, nó thích những đức làm sao á. À, nên từ nơi đó mình thấy rằng rõ ràng con cháu mình dạy cho con cháu mình gì đó, phước báo con cháu mình rất là lớn, phước báo con cháu mình rất là lớn luôn. Ví dụ như có những đứa nít nó gặp thầy chùa thì nó la rồi nó khóc, nó kêu ma, thầy nó thấy gì đầu chọc lóc kỳ cục, thấy đầu chọc vào bản đồ kỳ quá, nó sợ, nó thấy không có quen á. Còn nhiều đứa nít vô chùa mà nó gặp quý thầy là nó thích, rất là thích quý thầy mình, tại vì nó quen, nó nhìn quý thầy hiền, nó thương. Còn bây giờ đứa nít nó không từng gặp quý thầy, nó gặp quý thầy nó kêu ma. Hiểu không? Đó, nên mình nên tập cho con cháu của mình nó có một cái cảm giác thích Phật, thích Pháp, thích Tăng, thì phước báo con cháu mình nó rất là lớn. Đó là cái điều mà mình đi đến chùa, mình dẫn con cháu theo nó lợi ích vô cùng. Nên mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này, tất cả những gì chúng ta đang nói mình đang khổ, thật sự với quý vị không có đâu. Tại vì mình để trong cái tâm mình đặt để nó thôi. Thôi chúng ta nghỉ đi, ai với đầu vào. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.